cướp tay tráng sĩ Nguyễn Nhi không dừng à, tráng sĩ thật là liều mạng. Tôi nói lần thứ hai, tráng sĩ không dừng là tôi sẽ phải hạ đao sát kiếm. Không dừng đi, đuổi rồi nè. Không trời, dừng, vẫn không dừng hả? Trời ơi liều mạng vậy. Đuổi à, đuổi à. Tôi là hai ga tay đó. Dừng lại đi, không thoát được đâu. A few minutes later. Kiếp này coi như bỏ rồi. Ồ. Không. Nhìn này. Ô hô hô. Làm sao mà đuổi kịp? Đố các ngươi làm được như ta. Hi. Đặt nền móng, những nền móng đầu tiên thôi. Ây à! Đau vậy? À, để chế cái yên đúng không? Để chế cái chở đồ đúng không? Đúng rồi. Tôi có rồi, đi. Let's go, thăm ngàn đi. Chắc quên để tham khảo đi. Thăm ngàn thôi. Mỗi người lấy cho mình một cái xe đi. Nè. Đây, bố để đi trước đi, tôi đi mua thêm cục nữa. Ok, ní ơi, không sao ní ơi. Ui à, kỳ này tôi cùng với gọi là bố đệ Nếp Vân Aben. Ui, cái quán điếc làm nên cái thành, tôi gọi là thành quỷ, thành quỷ. Thành quỷ. Kéo đây. Tới tôi. À kìa, ai muốn của tôi rồi. Ê, Diệu Quỳnh Đài ơi, trả tôi. Cảm ơn nha. Farm thôi, tốc độ lên. Tốc độ đấy. Tê đê. Trong mà có vẻ như là ai cũng đi bú quặn hết rồi nha. Tên. Kể cả nhiều tiền á. Ui giời em ơi, không phải lo. Tiền của tôi gần như là không thể mất được. Uầy, mình cứ nên đi đào cái mỏ thiệt xa không nhờ. Bây giờ chỉ có đào cái mỏ thiệt xa mới có quặng thôi, chứ tầm này ở gần là người ta đào hết. Người chạy ra trước á, không được. Reset nó mất hết ngựa luôn mà, mất hết xe mà. Chà, anh trai chui gì thế? Bên đây có cái quặng nào không nhờ? Farm cát là farm của người ta mà. Cái sau heo hem này chắc phải có một mỏ quặng chứ đúng không ta? Check cái map coi. Lăn trục. Có. Cuối đường của heo hem có một khu quặng mà cậu không á. À, các ông tới bú rồi thề. Nhanh thế. Phải không sao? Làm full xe quặn về bán là chắc chắn là một đống tiền. Oh.
Trông giống như cục vàng hay cục gì vậy? Bên đài ơi, tao xin mấy cục gì bên đài ơi. Thôi vậy đào đây, tao đào bên kia. Bạn có ai lên đây cướp ông này không? Nhanh thế nhờ. Chỗ này có người đào rồi, vô bên đài ơi. Mình chia ra đi. Đá chỗ này khó đào thế. Quay mùa này đào cục quặng đào tí hết sạch luôn à, thề. À. Xong mà có vẻ như hay đi làm cướp nhờ, thề. Tầm này nhiều người farm quá, hay đổi qua làm cướp tí đi. Đang có đồ ngon, hay đi qua làm cướp tí đi nhờ. Tôi nghĩ là đi làm cướp còn giàu nhanh hơn đấy. Thật. Mà đầu tư một ít tiền đi làm cướp có vẻ ngon hơn đấy. Phải cướp thôi. Tầm này quẳng ai cũng đào sạch hết trơn người. Trong là có vẻ như là không thoát được đâu. Không biết là làm cướp xong rồi đi được không chứ. Ok. Hết thật luôn. Ai à. Bú được cái thằng Raven thì ngon nhờ. Mắt này quặng nó spawn kiểu bị lẻ tẻ với lại kiểu quặng nó cũng bé nữa. Hay đi câu cá nha. Đi câu cá thấy tiền chắc ấy, đỡ phải chạy nhiều. Hay à. Trời ơi, gõ được đúng một cái. Điên thật. Còn toàn là đá không? Trông giống như là phải đi làm cướp rồi. Đây có ai kiếm xịn. Hay là nếu mà cướp thì lỡ đánh nhau chết thì rớt tiền thì báo cái đồng đội đấy. Được, để tôi xem. Ho 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 ho. Ho. Đồng đen quá vậy. Vị cô nương này có muốn đi farm không? Hey. Tên định đi nè. Từ qua đây. Ây da. Trời ơi. Sao lại quýnh. Trời ơi, quất ngựa người ta đây chứ. Vị cô nương này thiệt tình. Nóng tính thật. Ngựa, con ngựa hư, con ngựa đạp lên đầu người ta. À, xin giới thiệu với vị cô nương. Đây á. Không cho 70 đồng được. 70 ủa, giới thiệu đi. Đó, tự giới thiệu đi. Ủa, xin giới thiệu thì giới thiệu đi. Ủa, tự cô nên giới thiệu đi. Không, mình xin giới thiệu thì mình giới thiệu đi tự. Đó, xin giới thiệu, xin cô nên giới thiệu á, giới thiệu đi. Chút xíu cứ chui vô hồi. Thôi, mình giới thiệu đi. Ra em bảo cái, ra em
Đang đưa cái này vậy? Đây anh có gì không? Ừ, đó, đưa rồi. Giới thiệu luôn. Từ từ. Ồ. Rồi, đi làm đây. Ủa kỳ vậy? À, bú luôn hả? Bú luôn chiếc xe hả? Bú luôn chiếc xe hả? Ủa đi làm mà. Ôi đi làm đi. Nên ông ta có nên ông ta? Có nên đi làm cứ một tí ông ta? Nó có sai ông ta? Nó có cấn cấn ở đâu ông ta? Chơi có ván người chạy luôn thế hử? Tiêu tiền đấy các huynh đài ơi, anh ạ. Cần cần. Huynh đài đấy có muốn kiếm tiền tiêu tiền không? Có nè, làm sao? Bây giờ ông, thế bây giờ tắt sông, bây giờ tắt sông. Huynh ra đây. Huynh này. Rồi nói đi, làm sao? Hả? Sao đây? Nãy Huynh chưa giới thiệu cho ta biết Huynh là ai nhỉ? Ta là Thất Thần, một trong những đại tướng của thành The Raven sắp tới. Đúng vậy. Cô nương này có bến đổ chưa? Hãy đến với thành của ta. Không biết là sư huynh có tuyển thêm người không ấy nhỉ? Hiện tại đang tuyển nhưng mà phải có gọi là được xét duyệt mới được vào. Ta thấy cô nương này có vẻ như chăm chỉ làm ăn nè. Vậy cô nương có muốn vào thành để làm một tên cu li không? Được quá, thế rồi. Thế thì vị cô nương cứ kiếm tiền đi. Tối nay là bọn ta mua thành xong rồi bọn ta sẽ bắt đầu đăng tin tuyển người. Lúc đó vị cô nương cứ tới. Ta sẽ đặt cách cho cô nương, ok. Ok. Các anh ơi, nó bắt đầu spawn lại rồi nè. Cái tí rồi. Nghe cũng hợp lý đó nhưng mà tôi là chơi đi đâu mà. Nghe gì đó. Ông cứ chắc ăn à? Châu đi cướp đi. Các huynh đệ ơi. Tôi ai kiếm tiền đúng nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, tôi đang suy nghĩ tôi có bị tôi đi cướp có bị. Mình ơi, kiếm tiền đi, ai kiếm tiền đi, kiếm tiền đây dễ hơn. Em như là bộ lục bây giờ nếu như mà chưa mua thành đó là chưa cấn đấy, chừng nào có thành mới cấn thôi. À, có thành mới được không được ra vô cướp linh tinh hả? Đúng rồi, có thành thì mới là không được đổ rong. Còn nếu mà đã có thành thì là không được đổ rong, còn mà chưa có thì là được đổ đấy. Ta hiểu, giỏi ra đấy. Thế thì giỏi cướp, đi cướp tới tối, không đổi rong mua thành. Là hợp lý. Thế thì ta cần một người cất tiền. Hay là cầm tiền không nhỉ? Được. Tao quyết định rồi, đi. Cho tao một cây giáo trước đã. Nói đi, nói đi. Tin lớn hả? Mày lớn cỡ nào vậy? Tại vì có thể lộ á. Đổi lại băng thì phí quá, đang gom tiền. Hả? Sao đó? Tôi vừa mới nhận bồ câu đưa thư của anh em Outlaw đó. Là thống nhất bỏ code rồi, bây giờ là win qua lẹ đi trước khi là quá. Ok, tôi hiểu. Là tin này cũng lớn đấy. Thưởng đây bộ cục diện đấy. Đây, để tôi. Thế thì phải có một con ngựa thiệt xịn. Đầu tiên là phải có một con ngựa thiệt xịn. Sau đó là một cái rôn thiệt xịn. Ai làm tí may mắn không nhỉ? Một cái giáo chẳng hạn. Một cái giáo chẳng hạn. Spear.
Shakespeare. Highlander Spear hả? Còn mà chỉ có Highlander Spear này là ngon nhất thôi. Rồi. Đi thôi. Bên ấy thì mà sao chat nhầm vậy? Chat nhầm admin rồi. Có ai gửi tiền nữa không ta? Đưa tiền luôn coi. Cần về bên. Cần gặp một... Cô cướp kìa. Cướp, cướp à, cướp đông mà, cướp đông không? Cho qua cái, cướp hả, cho coi cái, tôi tò mò lắm. Cô cướp. Lẹ lên. À, đây. Ê, ui, cái chạy rồi. Ủa, gì vậy ba, tôi dân thường mà ba. Tí nữa tôi mới cướp. Quýnh lộn ghê, cướp cái gì quýnh lộn chứ cửa ghê, ghê lắm. Cướp vậy mọi người ơi, thủ cướp vậy mọi người. Thôi, đã tới lúc rồi. Không có vệ binh. Ta đi làm cướp vậy. Bên Outlaw họ tắt code rồi, mình phải qua đi làm cướp thôi. Chứ không là mình cứ đi farm là sẽ bị bú đấy. Tôi trung tim, từ từ, bình tĩnh. Tôi chuẩn bị biến hình, Ui, nhìn toàn luôn xịn không này. Ui. Tầm này làm Glancer này là để mà bú luôn á. Mà em chạy. Từ từ để tôi kia đã, để tôi đổi biến hình đã mới được. Rồi, chuyện gì xảy ra. Ai đổi bác sĩ luôn nha, cần một bác sĩ. Tôi đường nào vậy? Đây. Mà tôi Lancer luôn, tôi chọc là chết. Dám quýnh à, để mà cầm 80k tiền hả, nguy hiểm thế nhỉ. Cho nên vô gửi tiền á. Đông lắm mà, cho tôi gửi tiền cái đường cho chắc. Đông lắm mà cho tôi gửi tiền nha. Ủa, gửi vô là mất 80% phí đúng không? Được rồi, nói như là mất tầm... What? Tại sao? Qua đây nhanh vậy? Cẩn thận nha, bây giờ đi là bị cướp đó. Nhưng mà có đọc code được không? Không đọc code nữa đâu, không, tắt code rồi, cướp hết. Không có code đâu. Trời kệ, mất 8k thôi cũng được. Tôi đi qua tôi làm cướp một tí là được. Đi. Đi chung, đi cướp ông ơi. Anh em làm một bạc tê đi. Đi chung.
đợi đi chung đi nhắn tin đi thế thì nó sẽ là naked nữa rồi. Thế là bây giờ đẹp nhất là cứ đi cướp, sau đó là gom tiền về mua thành. Rồi đi, bốn người chắc là đủ rồi nè. Dò đi, dẫn đường đi. Gia Cát Mèo biết chỗ nào hot, dẫn đường đi. Em đây Lancer hết đúng không? Đúng vậy, Lancer hết luôn. Lộn quá, lo full Lancer rồi. Thì đi trên ngựa thôi. Xe kìa. Dừng lại. Chiếc xe kia hãy dừng lại đi. Ho, xin chào Diệu Huynh Đài Ninh. Diệu Huynh Đài có thể show cho bọn tôi túi tiền được không? À, mình đón gì để show vậy hả Diệu Huynh Đài? Alo. Đúng rồi. Ấn gì Vinh? Ấn B. B bò hả? B phở. Không mà review money back. Ui chà. Ui già được mà. 2009 thì thôi, ở đây có 4 người cho chúng tôi xin khoảng tầm 1.500 đi Vinh Đài ạ. À. Rồi như phí tiền cầu đường. Ok. Vinh Đài ạ. 1.500 Vinh chia sau đấy 2.000. Thôi 2.600 đi, thôi cho Vinh Đại lấy một ít tiền của bánh mì nữa. 2.000 là đẹp đó. 2.900 lần mà, 2.000 là đẹp rồi. Thế là tùy tâm, 1.600 hay 2.000 tùy Diệu Vinh Đại. Ây da, xin cảm ơn Diệu Vinh Đại, đi cẩn thận nha, đây có nhiều cướp lắm đấy, bọn tôi bảo kê cho. Giọng nghe giỏi thật. Chắc chắn là trong cái mỏ Zekala rất là nhiều. Đây, tôi biết chỗ nào nhiều người lắm. Chắc chắn là cái mỏ trong Zekala phải 10 xe trong đó. Aha, chiếc xe này có vẻ hấp dẫn này. Wow. Vinh Đài dừng lại, Vinh Đài đâu? Vinh Đài này đến tự ý đúng không nhỉ? Mini này. Trời, bọn tôi check xe tí nha, tụi tôi kiểm tra mà. Ui trời. Tôi kiểm tra thông hành đó mà. Bây giờ chở Vinh Đài như vậy. Sẽ cái số lượng là chở đá của Vinh Đài thì vượt quá số lượng cho xét. Một là Vinh Đài đóng phạt, hai là Vinh Đài phải bởi tháo bớt chứ không là đi đường nó bị sập. À lấy một ít cũng được à. Được, thế thì bọn tôi lấy một ít nha, anh em lấy một ít đi. Đấy, xe Vinh Đài nhẹ rồi đấy, đi nó không bị ảnh hưởng rồi đó. Rồi Vinh Đài đi. Đi. Nhớ là mốt farm ít thôi nhá, lúng hết cả đường người ta này. Tiếp qua bên đường Zekalai chắc đông lắm. Lại nữa, mới nãy xong rồi. Mới nãy xong rồi á, ai từ từ nhưng mà ai cơ? Coi lúa. Xem cái túi tiền của Vinh Đài cho ăn á nhỉ. Xem túi tiền này. Thôi, mà anh em. Mọi người đi. Kêu cứu đi, mau lên kêu cứu đi. Kêu đi, năng nỉ á, kêu cứu đi. À, cứu tôi với, đúng không? Cứu rồi à. Ây da, có khiên nữa hả, khó chịu vậy. Để tôi. Chọc vô ngựa mấy bạn ơi, chọc vô ngựa cũng được. Làm sao mà đấu lại hả? Biết bọn tôi là ai chưa?
Ây da. Một người. Nào nào nào, ai nữa, ai muốn cứu nữa, ai muốn cứu nữa. Ủa ai đây, ai đây, ai đây. Đừng, tránh ra đi, đừng lụm đồ. Chết đó, cậu gì ơi, chết đó. Chết đó, chết đó. Lụm đồ là chết đó, trời ơi, ai cho lụm. Lên xe đi, lên đi, lên đi, lên ngựa đi, vũ đài, cẩn thận. Chọc vô ngựa là lấy lợi thế. Nè, chuẩn bị búa thằng này nè, búa thằng này nè. Di, mình chạy nhanh hơn. Làm sao cơ? Trông giống như là... Mà chứ được rồi. Hai người chạy ngang nhau à. Trông giống như bị úp sọ lắm. Về mày. Lút thôi. Ui, tính là lút bán đồ chẳng mấy chốc cũng được đóng tiền chứ. Ô, Diệu Anh Đài. Diệu Anh Đài sao tự nhiên lên cấp nhanh thế nhờ. Có giáo, có giáp luôn rồi nha. Tôi vừa lụm được cái túi ở đâu á. Diệu Anh Đài ơi, cẩn thận. Nhưng mà Diệu Anh Đài à, bây giờ bên Outlaw họ tháo code rồi. Họ kêu là nhiều người đọc code quá. Cho nên là tôi nghĩ là nếu mà vị huynh đài cảm thấy là khó khăn quá thì mình cứ qua đây mình cướp một tí. Người ta cho cướp tới tối, sau đó là mình mua thành thì mình mới không được đổi nữa. Đấy, vị huynh đài suy nghĩ đi. À, nghe cũng hấp dẫn nên ta về ta bán chiếc này chứ. Sao ta qua. Đúng. Vị huynh đài suy nghĩ đi nha. Ủa cái này là thêm đồng đội đúng không? Thêm đồng đội á. Rồi mình đi cướp cho nó thoải mái chứ không là mình cứ cướp của người quen không. Dí tên này lại. Ai à? Không chuyện hả? Biết tụi tôi là ai không? Không chuyện. Tôi tốn tiền đây. Đứng quan cần cái kiếm hả? Tôi có một cái kiếm có sẵn. Còn tụi tôi đi cướp đó. Thì ông đi tôi đi cướp đó. Ông đi farm, còn tôi là đi cướp. Có người cướp đó. Tôi là đi cướp. Cho tôi tiền đây. Cho tôi tiền đi, cứ cho tôi tiền đi. Đây, bên kia có cái hũ kìa. Ừ, được, để tôi xuống thường cái hũ đó. Gấp tiền đây. Để tôi coi cái hũ này. Người xịn đó, người xịn làm gì có. Con này là xịn nhất rồi. Có cái nón luôn. Làm được hai cái cút mang về bán luôn. Đây tôi về bán đồ cái. Tôi bán đồ cái. Đi qua khu. À tên này trông có vẻ như là hồi nãy tính quýnh nhau này. Đi bán đồ cái. Trông giống như được 6k. Được 6k man. Ô mà thông chúa này đi một mình. Hả? Tôi đang đi kiếm mỏ. Đi đào mỏ. À kiếm hoàng tử đi đào mỏ à.
Thế kiếm được chàng hoàng tử nào chưa? Chưa đó, mình không muốn làm hoàng tử của ta không? Trời ơi, nhưng mà gu của nàng là gì? Ai ta cũng chơi hết. Ai cũng chơi hết luôn à, già trẻ lớn bé. Ừ, người gu nàng mặn hết. Nhưng mà hoàng tử là phải đi vào thành cơ, ở đây là sương mù một mình, nàng đi như này nguy hiểm lắm. Ừ, nàng đi cẩn thận nhá, đe bảo là ở đây có nhiều người cướp lắm, mấy coi chừng nó cướp luôn nàng ấy. À thế thôi, nàng cứ đi đi đi. Đi 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 đi, hoàng phi ngựa à. Ai đó, đợi tôi. Nào, chúng ta phải cần một chiến thuật. Bây giờ có rất là nhiều nơi đang đi farm, mình phải tập kích trước khi tụi nó bỏ chạy. Ok. Các bọn ta vừa lên núi bên kia rồi. Bây giờ núi nào nè, bây giờ các yêu đời đoán xem là bọn nó sẽ farm ở núi nào. Chỉ mỗi Hà Ma ta chưa lên thôi. Hà Ma. Đúng rồi, tụi nó đang farm ở cái núi hướng 6 giờ. Được ạ, hợp lý ạ. Đi, lên Hà Ma đi. Đấy, đó, tụi nó đang farm ở đường người ta lên Hà Ma đi. Đây, 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 đây. Ô, anh em ơi, anh em ơi. Vụ gì, vụ vậy, vụ gì vậy? Hình như là có một hội là nó tập hợp đồ cho mọi người, có thành tầm chục người đó. Anh em mình nên cẩn trọng xíu. À, thế là mình phải nên đi cẩn thận, đi chung mà, đi chung đi. À, anh em thật là tập trung, anh em đầy đủ. Ở đây mình đi một thể nè. Thật là anh em mình cứ đi. Được rồi. Nhưng mà mình cần hồi máu. Có ai biết làm đốc tờ không? Vô gửi một câu anh em đi tập trung thành UB đi. Anh em mình cùng đi. Đây đây, tập đấy á, vô hồi máu cái luôn. Vậy UB đi, vậy thành UB đi. Tập trung thành UB chứ. Là cái Outlaw này buồn cười rồi, Outlaw này cũng chơi cũng kiểu phi style vậy. Để biết nhỏ như thế nào. Kiểu Outlaw vẫn phi vô thành newbie được ấy. Xin thì sao? Xin hơi máu được không vậy? Bác sĩ ơi. 50 vạn một gõ nha. Trời ơi, được luôn, riêng gõ đứt con ngựa cái được không? Gõ đứt con ngựa cái. Đủ rồi. Gõ đứt con ngựa cái được bên này. Đang 200 luôn nè, 200 luôn nè. Bo vị huynh đài đó. Cảm ơn vị huynh đài nha. Bên kia hình như là cái hỏi luôn hay sao, hay là mình ba kêu nó ba luôn không nhờ, trong hình như là hỏi đó luôn ấy nhờ, hỏi đó luôn đó, mình vừa giết như nó đó, nó đang bàn tiến độ để đánh mình luôn á. Không sao đâu, bây giờ bên đó là mình có chạy á là cũng chạy nhanh hơn, có rượt mình cũng rượt nhanh hơn đó. Không, nãy tôi rượt ngang à. Bên nó cũng lan sơ luôn thì sao ấy. Sơ nhanh hơn mãi. Giờ mình đi thành UB không có lan sơ đâu đó, huynh đài. À, thấy à? Tới UB là chỉ có chạy 100 thôi, còn mình là chạy 125 đấy. Quá đã. Đâu rồi anh em, đâu hết rồi? Để vô kia anh em. Xuân ơi, cá hai lên đi, núp chỗ này nè. Xuân ơi, cá hai lên đi, núp chỗ này nè. Đâu núp đâu? Đây. Đây hả? Núp đây hả? Bắt luôn. Ừ, candy này cái nghe ngọt này, nhìn thấy cái ngọt này. Ngọt hả? Ngọt cỡ nào? Rồi, đường bắt tôi. Đâu rồi, tập trung đi. Ghê quá, làm sao mình đi cướp được? Bên trong thằng newbie à? Bên kia là trong Nova hay là cho nó Innova đi luôn đi nhỉ? Innova
mai luôn hả? Mai luôn là dễ mất đồ lắm, mình đi xa xa đấy. Thấy mình cứ đi, mình tập trung rồi mình đi đi. Nhiều người lạ lắm, lại cái lụm đồ là mình ngủ đó. Bây giờ tôi nghĩ là như vậy. Kìa thêm lực lượng 7 người sao? Trong căng lắm. Cậu Quỳnh à, tao đi cướp đi chứ. Cậu Quỳnh này đi đâu rồi, đông đảo nhờ. Con đi đâu đông nữa nhờ. Tôi đi chứ hành em mà. Mấy anh em hồ làm ăn đi. Tụi tôi đi ăn hương anh ạ. Có anh Thành Hương mà sao có anh Thành đói vậy? Có anh muốn ăn ai, muốn anh Thành đói vậy? Đói lắm rồi. Đâu, tụi tôi đi khắp thật đấy. Tôi đi kiếm tí tiền cho bỏ bụng ấy mà. Đây. Thế là mấy mình đi kiếm tiền đấy. Mình đi kiếm tiền đi, mấy anh hỏi tôi chứ. Đang đi kiếm đấy, Đang chờ có cơ hội để kiếm tiền đấy. Kinh à, kinh à. Đấy, mình đấy. Tao hồi cũng đi kiếm tiền đi. Chúng tôi đang đợi đồng đội. Đợi chung người đồng đội tôi đang vô. Ok, chúng ta có chờ nhá. À, trong mà trong đấy như là... Đem thả một mình kiểu lấy kiếm tiền đi. Sùi nèo tí mày. Tôi có thể nói ý kiến này coi. Ở đây thằng nào mau tím hết. Đúng rồi, cái anh xưa nấu sáng nè, đẩy vô cửa nè, không nhìn trước ngó sau, tung tôi gãy chân rồi kêu tôi bắt đền rồi không, kêu mày không có vũ khí nè, tao không sợ, không trả tiền này. À, vấn đề này là do. Không giờ mình nghe tôi nói này, giờ đi tướng rồi mà là không có không trách được. Ngựa. Mình nghe tôi nói nè, là tôi nói là ông này có sao không? Tôi nói là ông thấy đang hơi phe thuốc rồi, không biết là có bị đau gì không? Mà huyên này ra nói là bị gãy chân nhưng mà vẫn dí tới đây để đòi tiền, thì tôi thấy là không gãy chân lắm, biết gãy cái gì vậy? Đúng lắm sao? Ôi, quân đài đang phê thuốc này là ghen rồi, dám tống tiền bao lo luôn á. Nè, có phải thế tôi gãy mà một bên chân. Ai ra là gãy một bên chân luôn rồi. Còn những giờ này theo phải đó từ 500 cho tới 1000 này để ngồi. Đúng rồi, đây theo không thì anh em đầy đủ rồi đó. Anh em mình đầy đủ rồi, anh em mình xuất phát đi nhờ. Xuất phát đi còn anh xuất phát trước thì được sao sao? Anh xuất phát trước thì được sao sao? Đấy, rồi mình đi. Đấy, đi thôi. Đi thôi. Đấy. Anh đi đâu vậy? Đồng quá chứ. Chồng nó cũng đồng, có ngựa, cũng có giáp, cái căng phết. Căng quá. Thôi giáp Vinh ạ. Anh em tự tin va mà. Tôi thấy như là sĩ số cũng ngang nhau, xấu với xấu rồi. Mình va nhau rồi chắc nghĩ là mình nên cẩn thận đó, mình nên cẩn thận đó. Đây bú đi ông này có cái khiên nè, Rồi mấy Quỳnh muốn lấy gì, mấy Quỳnh lấy nữa à. Mình nhanh gọn lẹ lắm. Đây. Được, sâu tiền ra. Không có gì để lấy hết. Không có gì để mất luôn hả? Trời, cái mạng của cô nương thì sao? Xịn hết rồi, mấy Quỳnh còn đòi tiền nữa. Mà tới kìa. Ngốt tôi cuốn rồi. Đâu Quỳnh, mình không liên quan nha, mình đi nha. Mình liên quan nha. Ơi, chưa mà. Mình tỉnh rồi, mình đó không liên quan lại, cái đó không liên quan lại. Bỏ đi. Mình đó không liên quan lại. Cố. Mình đó nghe không liên quan rồi. Kêu cứu rồi. Cứu. Một người. One down. One down liền. Phù, ghê quá. À, cái bạn là trọng thương rồi, chạy luôn. Chết được rồi, kiếm quá. Tôi đợi một rồi. Tôi mong cái gì bên này sẽ làm được. Ủa? Tôi đỡ một rồi, tôi trọng thương rồi. Tao bảo nó được đâu. Ai à.
Tôi đổi được một rồi. Mong quý vị huynh đệ. Quýnh đi, tôi đổi được một rồi. Tôi ghi ghen cái, ghi ghen cái. Bém đi, bém đi. Đã tầm này anh mà bên đó bên kia ai cũng biết chơi hết rồi, căng quá. Anh vô đâm cái à. Đâm cái là dính liền. Tôi hầm máu cho tôi, hầm máu cho tôi. Ba lớp. Nên tôi hầm máu cho tôi, hầm máu cho tôi. Ơ, ai nhỉ? Giọng ai thì vang giọng ở đây nhỉ? Sao rồi, chiến sĩ? Tiếp cứ gỡ đi, khi nào xong rồi tôi kia nhỉ. Tiếp đi. Hai nhát nữa bạn. Ok. 300 luôn, 300 luôn. 300 thôi được không? Tí nữa. Anh kia bơm giùm. Uầy, map này ngon đấy, map này nhau thích đấy. Sao rồi, ổn không mấy vị ông đài, ổn không? Được rồi, chấm rồi. Trời ơi, tôi giết được một rồi đó. Sao vậy, thua hả? Mà trong bên kia đông lắm. Úi giời ơi, đéo được rồi. Trong thơ vậy, thua bên mình thua. Cũng bên họ, bên chết hai, họ cũng chết hai mà họ đông hơn. Đông hơn hả? Bú được đồ, thế tôi bảo mốt. Mốt là bắt được người là phải bú ngồi luôn. Kia đông quá. Thế thôi mình chia ra, mình né đi. Bây giờ mình phải kêu anh em mình chia ra. Mình chia là tấp. Chia thành mấy tấp nhỏ đi cướp thôi. Nhưng mà từ từ về bán đồ, bây giờ lo bán. Bán đi. Dạ. Ôi, quân đài Candy, sâu tiền đi. Cướp đó. Vì quân đài này trông nghèo lắm chứ mấy bà à, không có gì đâu. Cướp mà vô quá vậy. Thú thiệt với huynh thì tôi từ phương xa tới thì tôi mới vô làm ăn thôi. Đúng rồi. Huynh tiếp quản đây. Tôi nghĩ là huynh đài này đâu á. Haha. Trong sĩ huynh đài câu cá chiêu thế nhờ. Có chuyện gì không huynh đài? Ừ, nhưng mà điều này cũng biết là cá đây là ai nuôi không? Tôi không huynh đài à. Trời ơi, cá này á là của bên tôi, thành của bên tôi nó ngay sau ngọn núi này này. Vị huynh đài nãy giờ câu mà không xin phép bọn tôi, thật là thiệt chứ. Thật huynh đài là tôi vừa mới bước vào đây, tôi chưa biết khu này là của ai. Vô tình tôi bước vào tôi câu. Vị huynh đài câu được nhiều thế. Thôi, nói chung là tôi cũng biết công sức vị huynh đài. Được, thế tôi bây giờ nói chung là cá thì tôi chỉ xin lại mấy con cá con này để lát tôi thả tôi nuôi lại thôi nhá. Bao nhiêu con huynh ạ? Đó tôi xin tầm 40 con nhá vị huynh đài. Thôi chắc cũng sao đâu huynh ạ. Ta vẫn được tiếp tục câu đây không huynh? Ok, rồi vị huynh đài câu tiếp đi. Nhớ câu từ từ thôi nhá, để cá nó còn đẻ nhá. Ok hơn nhá. Cảm ơn Nguyên Đài nhá. Câu cá có vẻ chiêu nha. Lỡ lấy 50 con luôn đi cho nó chẳng. Cho tao đi bán đồ cái, đi bán đồ. Trời ơi. Bán rồi. Yeah.
Đấy, 10.000. Hợp lý. Bảy đã làm gì đó vậy? Bán. Mới trấn lột được 50 con cá phê quá. Bá to lắm, sao Huynh không tham gia vậy? Có, trời ơi, tôi làm một rồi, Huynh không thấy hả? Thế Huynh chết luôn à? Không, tôi chạy kịp. Ở đấy tôi đến cũng thấy còn hai người thế thôi. Tôi vô tôi làm một cái bạc vừa combat là tôi cho ông tên Sumo nằm luôn. Vì thế tôi xuống tôi lút cái rồi tôi đi về. Nhưng mà thôi không sao, rút kinh nghiệm. Đi. Bây giờ bên nó... Đúng. Bên nó bây giờ nó đang đi săn mình á. Mình phải tản ra. Hay ghê vậy? Ờ. Đông đa bảo là... Có một toán... Toán người gọi là... Muốn diệt tặc. Đấy. Kết hợp lại đi diệt tặc. Đi, bú. Không phải nhầm hay sao á, tôi thấy con ngựa. Đấy, bán ngựa không? Đang chặt lúa kìa. Đừng lại nữa, Vinh Đài ơi, đừng chặt nữa, Vinh Đài ơi. Gì đây? để tôi trấn lột cô nương này để xíu. Ê. Cho hỏi là cô nương có biết lúa này là ai trồng không? À chắc lại là Huynh trồng đúng không? Không, bây giờ ông cố nội của đi tôi. Đi ngang qua đây 30 người đều nói là 30 người đó trồng đó. Thế à, chúng nói là 30 người đó, tụi tôi anh em với nhau hết á. Nhà tụi tôi 30 anh em rồi. Bây giờ Huynh tính thu thuế hay là gì đây? Đấy, nãy giờ 30 người hả? 30 người qua đây rồi. Đấy là cô nương cống nạp bao nhiêu rồi? Tôi làm gì có tiền mà cống nạp. Người ta thấy tôi chân ứ tay mà lại đi gặt lúa, người ta bỏ qua cho tôi thôi. À. Kêu tôi ta cống nạp thì Huynh lại quá đáng quá. Đâu, thế là chân yếu tay mềm, thấy cô nương sơ cho tôi túi tiền đi. Xem nó mềm tới cỡ nào. Nó mềm lắm. Mềm tới cỡ nào cho tôi xem thử thêm. Nó mềm xíu quá. Ôi. Trời ơi cô nương ơi, cầm cái số tiền này đi ra đường rất là nguy hiểm. Cô nương chân yếu tay mềm mà cầm tới 21.000 ra đường. Bây giờ ta mới đi có một chuyến thôi đó. Bây giờ cầm 21.000 ra đường, lỡ có tên nào nó tới nó chấn lột cô nương thì sao, nguy hiểm không? Thế bây giờ ta gửi cho Huynh cho mà phải có lãi á. Trời ơi, ta đã giữ giùm rồi, người ta không lấy phí thì thôi, cô nương còn đời có lãi nữa. Ta đâu cần người giữ giùm đâu, Huynh muốn giữ giùm mà. À là... Thế lát nữa có ai tới đầu bậm trận, đầu trâu mặt ngựa tới nó chấn lột cô nương, mà cô nương mất lúc đó cô nương đừng có khóc nghe chưa. Đào cho mặt cửa thì ở đây hết rồi, làm gì có ai nữa. Ê. Thôi cô nương cẩn thận lời à, nói. Cô nương này hơi chân yếu tay mềm nhưng mà mềm đi chơi xa nhá. Sao giờ cài muốn sao đây? Đấy bây giờ tùy cô nương thôi. Cô nương có muốn để tôi giữ không? Đảm bảo không mất đồng nào. Hoặc là cô nương cầm nhưng mà hay có thể mất. Đây. À. Được, cô nương. Nè, cô nương nghĩ tôi chạy thoát không? Chọc ơi! Chọc vô cái mặt. Chọc chết ngựa đó. Không sao, nhà tôi trồng được cả lúa thì có cả ngựa. Nên này liều thiệt nhà thề. Tính quá. Hình như là bao nhiêu là vu gan của nương này hết á, không có vô tay chân thì sao ấy. Ừ, cầm tạm đi chứ. Rồi, vô ok. Rồi. Mất là coi chừng đó. Cảm ơn Vương lắm. Cô nương Mimi đúng không? 21k ghi sổ với mấy anh em à. Ôi! Ôi, Nó tới rồi! Chơi được không? Chơi luôn nè! Muốn chơi không? Tôi là... Ủa, động đứa nào vậy?
Sao giọng đứa nào giống như là Vinh Quang For Raven vậy? Chạy thôi, chạy thôi. Chạy thôi. Để mà làm sao? Cái là đuôi luôn kìa. Ủa đồng rết. Nó đồng quá. Đồng quá, đồng quá. Thôi thôi thôi, bỏ về thôi. Biết Quynh ơi, bỏ về thôi. Chạy đi. Chạy đi. Đây đường này nè, đường này nè, đường này qua sông rồi nè. Chạy vô nhà đấy. Đóng cửa tại chó đấy. Đóng cửa tại chó đấy. Đồng quá rồi. Ghê quá. Đóng cửa tại chó. Mình an toàn rồi, bình tĩnh, thở đi mọi người ơi. Mà sao cướp mà bị dí? Đi được rồi, cướp mà bị dí quá. Mọi người cướp đi, bỏ thêm mọi người. Mọi người cất ngân hàng không à? Người đánh nhau lắm rồi, rớt quá. Mọi ngân hàng mất 10% phí. Đi. Hình như là cười rồi đó. Đông quá. Ừ, đông quá. Trong đéo ổn lắm nha. Đông quá. Hung hãn quá, nó còn hung hãn hơn cả mấy thằng. À, bây giờ nè, bây giờ nè, tụi anh em qua đây, Vậy là sao? Nhưng mà hồi nãy mình nhớ là mình đông hơn mà sao giờ mình chỉ đông hơn vậy? Bây giờ đó là gì nè, anh em mình chia ra đi. Team 4, team 3 vậy nó có 7 người nè. Bên đó đông là đông người lắm, di chuyển đông rất là khó. Ờ hả? Cho nên anh em mình chia ra. Ok. Anh em mình chia ra top 4, top 3 đi. Hoặc là cứ đi chung cũng được, nhưng mà bên đó tập trung đông người là cái dùng hồi cũng rã. Ok. Là đi được lâu dài lắm. Được. Anh em nào đi em theo đi tôi. Xa xa đi. Cho tôi đóng cho tôi gửi tiền nhé. Đỡ sợ. Nhưng mà cái lực lượng vừa nãy là công là cái thành luôn ấy chứ. Đâu có dài, đâu có dài. Ui trời ơi. Nó mới được có 100k. Đấy thì nó bốc lột được có 20k cũng được. Đây. Mình đi đi, mình chia. Mình chia đi. Gì vậy? Sao mình nó dí hay rồi? Ủa, giống như sắp quýnh vậy. Cấu quýnh nó để biết chạy nè. Cấu quýnh nó để biết chạy nè. Quýnh đó, sao quýnh lại đó, bỏ đó. Khổ quá. Tiền à, tiền giữ giùm nữa, làm sao tiền giữ giùm chắc không mất đâu. Đi. Oh. Có, come on, mấy người đây, come on. Yes. Sao? Đúng rồi, come on. Come on. Mới xong mà. Xong rồi. Hai chị này cắt cũ rồi. Hai chị này. Rồi, khổ quá, ai biết đâu không? Trời ơi, hình như là không ai đi farm nữa luôn á, đi thành người hết rồi.
ai cũng đi bắt cướp hết rồi, còn một số người gọi là đi pha mà. Gì vậy? Tôi sử dụng bọn ta. Tôi muốn đánh nhau à? Ta không muốn đánh nhau. Trời ơi, trời ơi. Không muốn đánh nhau thì ta sử dụng ta. Ta đâu phải sử dụng đâu. Đối với ta đó là sử dụng. Khi bọn ta được cái là không ăn không học nên là bọn ta ngôn từ nó chỉ như vậy thôi. Trời ơi, Vinh Quang và Raven, Vinh Quang và Raven. Vinh Quang không vậy nữa là ta đâm người đó. Thì ta bảo cẩn thận cái mồm. Bây giờ chỉ được cái là đông hơn thôi, chứ có gì đâu. Yeah. Solo đi! Quang! Mạnh mồm khi mặt ngươi đông hơn thôi. Còn giỏi thì ngươi đứng xuống dưới. Nam tử hán đại trượng phu 1-1 trên ngựa. Ai thua biết liền. Ngươi nhờ. Ừ. 1-1 với ta đi. Thì mình chơi nhau trên ngựa. Ừ. Ủa cái. Mình chơi đi. 1-1 ai thua lút đồ người kia là beautiful. Thua lút đồ của ta. Lút luôn cả tiền luôn. Đây đây đây, ta làm trọng tài. Ta làm trọng tài đưa tiền đây luôn, đỡ mất. Được, được. Ta cũng thấy hợp lý, được. Không, không có đưa tiền gì hết. Ta đưa ta tiền không đi, có chắc tiền ở đây, ta chỉ cầm đồ nói thôi. Là mình là trong đồng cũng là tiền. Sạch rồi đây. Ra đấu trường luôn, có cái đấu trường luôn nè. Ra đấu trường luôn, đánh trong phạm vi đấu trường. Được. Mình là chữ khiên không nhở? Mình là kiểu gì khiên? Tạc khiên luôn à? Ủa nhưng mà đấu trường này là người ta đấu bằng kia mà. Ui có cả đấu trường ở bộ cái này nè. Phải chui vô đây. Đó đánh nhau đi, đánh nhau đi. Ui nó có cái đấu trường đấu kiếm nha, đấu trường đấu ngựa luôn à, ngon đó nha. Đấu ngựa này phải có cây Lancer Crouchlander mới được. Ô bem luôn à, chơi đi. Chơi đi, không chạy qua quá khu này nhá. Chết mẹ rồi, sao ông kia ai ra rồi. Con chó. Mẹ người ta đánh ở hai bên đường chứ sao lại đánh một bên đường nhờ. Ây hay quá. Vinh Quang và Raven. Hay quá, một bộ buôn nó win. Nhưng mà người ta đấu ngựa, người ta đấu hai bên xong người ta chạy song song nhau, người ta đâm nhau chứ tự nhiên hai ông thì đi một bên rồi. Không có tài cán thì hết cả đại tướng. Không sao, không sao, không sao. Đầu nó cũng chạy về Raven thôi. Đầu nó cũng chạy về Raven thôi. Ôi đi nhà thôi. Bọn tiểu tặc. Đêm về cây thật. Đó là hoàng phi ngựa. Đúng là hoàng phi ngựa. Hả? Đối của Bu Bu, đại tướng Bu Bu vô rồi kìa. Lại hoàng phi logic à? Nếu mà mất đồ rồi ai mang con ngựa này về cho ông kia đi. Trời ơi, con ngựa còn một máu. Thôi tiễn dòng cho nó luôn đi, cho nó buồn lắm rồi đi. Thôi không sao anh em ạ. Mình ngã xuống mới biết được thực lực mình ở đâu. Mình đành đi kiếm, đi qua mỏ đá của Zekala đi. Solo á. Là bà, tôi solo ngu lắm. Tôi solo từ mùa 1 tới giờ toàn thua à. Tôi đánh kia cơ, tôi đánh trận nó mới khác. Tại tôi đánh điếm lắm. Tôi solo tôi bị áp lực. Gọi là xanh chín. Còn đánh trận thì mình không cần xanh chín, mình đánh điếm. Trong mà chị Quân Đài này là câu cá chiêu thế nhờ. Điện Đài. Bọn tôi đói quá, tôi xin tặng 40 con cá nha. Được không?
chung đường nhà, tôi còn mẹ già con thơ nữa. Ôi giời ơi, mẹ già con thơ thì đấy, cảm ơn Nguyễn Đài nhá. Trời ơi, Nguyễn Đài người tốt quá. 40 con thôi mà, nhà tôi nhiều lắm. Nhà tôi đông anh em, nó 40 anh em lận. 40 tướng cướp. Anh em lút cá đi, lút cá, đỡ đi, lút cá, đỡ đi. Đưa vào bán luôn. Đi quân đài đi. Sao nguy hiểm thế? Đi được rồi. Ngày này thăng cấp rồi. Mà trông có vẻ như là đéo lời lắm. Thành cái đi cướp cá thôi chứ có làm ăn được cái gì đâu. Cũng đúng chứ. Cái vẽ ơi, ở đâu rồi? Cầm 230k của tôi đi. Ây da, ây da. Cất trong người đi, cất trong người đi, cất trong người đi nha. Để... anh tham nốt cái phần còn lại cho anh em tham nhận. Mình còn thiếu bao nhiêu đó là đủ một mờ vậy. Cứ cầm đi, cứ cầm đi, đừng ra đường bây giờ đi. Nhiều cướp lắm. Cứ farm đi, nói chung là cái... Cứ farm mà. À, bộ đội farm ác dữ vậy. Ây da. Mỏ đá đi bên đây hết rồi, mỏ đá đi, quay lại mỏ đá đi. Cứ hết rồi. Nhưng mà bên đó cũng còn gì nữa đâu, hết luôn rồi. Ờ cái gì đấy, chống cự à. Chống cự à. Ghê vậy, chống cự. Ai cứu đấy. À đòi cứu à. Cứu à. Cứu chưa? Chắc là cứu chưa vậy huynh đài. Tốc độ từ trên cao xuống. Ây da. Đọc qua vô người không được vậy. Aha, đầu hàng đi, ta sẽ tha mạng cho. Ngươi mất ngựa rồi, đầu hàng đi. Đánh đồ T3 nhiều quá, bây giờ đánh đồ T1 khó đánh quá. Cứu, 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 cứu. Bờ lăng thì biết sao thì sao? Cứu. Nhiều cứu quá vậy, nhiều tiếng cứu quá vậy. Oh shit man. À khép góc rồi, khép góc à. Khép góc vậy. Đấm được con ngựa rồi nhưng không giết được. Đồng đội đâu rồi? Chỉ có 3 đứa thôi. Ha, đồng đội đâu rồi, chỉ có 3 đứa thôi làm được. À, đây, lây rồi, 4v3, we can do this. Nè. Sao, những người đàn ông nè. Shoot đi. Nhú như người đàn ông đúng không? Ây. À ha, sao, người đàn ông đi. Người đàn ông của chúng tôi, ây da, đâu cái cột như này vậy. Người đàn ông của chúng tôi. Cứu đi. Một đam liền. Ui da. Đau quá. Cứu tôi.
tôi chưa. Người đàn ông đi. Nào nào, lại người đàn ông này, người đàn ông là mấy đứa. Người đàn ông. Đánh điếm rồi, đánh điếm rồi, đánh điếm rồi. Đánh điếm rồi. À, ông này không có đồ luôn à. Sọc ngang rồi sao? À. Được rồi. Đông dữ vậy, 8-9 người luôn à. Thôi xong. Đẹp mà còn cái nịt. Nghĩ bỏ nghề thôi, cướp làm đéo gì nữa. Thất bại rồi. Ủa? À, thất bại rồi mấy vị huynh đài ạ. Mày cướp sao ai kêu cứu mà họ ra đông dữ vậy? Mà trong mình là giống như bị cướp hơn là bọn cướp ấy. Ừ. Xong là mình giống như là bị cướp hơn là bọn cướp đấy. Mà ơi lắm. Còn mỗi ông bóp chạy về. Ê bóp 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 bóp. Bóp ơi. Anh em loot đồ để lại nhé. Chết hết rồi. Chó thật. Bác sĩ đâu rồi? Bác sĩ ơi, tôi bị đau. Ồ. Bác sĩ. Bác sĩ ơi, hiếm máu một tí mấy bác sĩ ơi. Chị bác sĩ ơi, chị này chắc chắn là bác sĩ đúng không? Không sao, bao nhiêu cũng trả. À, bác sĩ ngoài kia hả? Đâu? À, đây, bác sĩ ơi. Chinh mụi ơi. Hãy chữa những vết thương này của ta. Có chứ. Đây, 200 này. Trời ơi. Khổ lắm, khổ lắm cậu đẹp à. Bây giờ chỗ farm thì không có. Làm cướp cũng bị giết. Nghèo. Nghèo rồi. Sao đấy? Đâu? Cậu cầm tiền này đi đóng nốt đi. Mà mình còn thiếu có 220k nữa thôi. Là để mua luôn à, hay là đặt cọc? Bây giờ tiền cọc của mình là xong rồi đó. Tiền cọc của mình là bây giờ thiếu tầm 150 nữa là xong rồi. Ok. À, ta farm được thêm 100k rồi. What the fuck, sao có... Nghe. Hôm qua mình đóng 350 đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ mình đóng thêm 437 nữa nè. Đó, nhắc lên. Đây, bình tĩnh. Đóng luôn rồi. 220 là mình lấy nào. Ok. 220, ê nhiều khi là gần đủ luôn rồi á. Nhưng mà tối mới được lấy thành đúng không? Đúng rồi. Ok. Đây, thấy rồi, nãy thấy có ai tên là Tôn Tuấn ở đây nè. Tôn Tuấn. Sao Tôn Tuấn ngài trận lại mấy phút vậy? Chuyện gì vậy? Ủa gì là sao? Cho lúc đồ nhé. Nghèo quá. Ai lấy đồ vậy? Ai lấy đâu? Điên quá à. Có gì đâu mà lấy. Đồng ghê. Tôn Tuấn ơi, ta có chuyện muốn gặp luôn.
Đây đây qua đây, tông tuấn rồi, tông tuấn qua đây, qua đây. Tôi mượn mọi người 430, 430. Đi làm. Đây, ta thay mặt bô đệ đưa 430 vì một lý do chim bồ câu đưa. Ok. Đó. 430 ghi vô. Có cái cây vũ khí rồi, nó dân thường lắm. Thêm 430 là bao nhiêu? 300, 700. Ui, nhiều khi đủ luôn rồi đấy. Từ từ, thế thì chỉ còn thiếu tầm 30k thôi là đủ. Đi cướp đúng một vòng nữa là xong. Cướp đố một vòng nữa thôi là xong. Ê quân đại ơi, quân đại KL7 ơi, thôi quân đại ơi, cướp ngựa trong thành nước bây là sai quân đại ơi. Ủa, người của tôi mà. Kìa, ngựa nào của quân nữa kìa, mới bỏ xuống. Ủa? Thôi quân đại ơi, bỏ xuống đi, thôi mà. Ờ thiệt mà, ngựa này của tôi mà. Thôi, không phải của quân. Ủa, thế ngựa của tôi đâu? Ai biết, kìa, con ngựa để mới bỏ xuống. Ủa? Trời ơi, cứ trong thành New Bi mà cũng cướp nữa, ra ngoài mà cướp, lo cơ mà. Đâu? Người của tôi trong góc đó. Đâu? Ủa? Con lừa để đây nó mất tiêu rồi. Đâu? Người tôi đâu? Thề ảo thật đấy gì? Thầy Bảy á, nhận tiền thầy Bảy. Ồ, đâu? Hay là mà bàm này bỏ nghề ao lo luôn nhờ, làm đéo gì nữa. 20 20 hết đi đủ rồi đấy. Ok. Cảm ơn cậu yêu. Thôi tôi đi qua rút cái kiếm của bên kia đây. Tôi còn cái kiếm của bên kia. Mẹ nó mất. Rút tiền đóng nốt đi nhờ. Bây giờ đủ rồi đấy. Ơi, cất vũ khí. I don't. Tôi có cái giáp, có bộ giáp nào cho tôi lấy lại cho giữ với. Nó mất tự nhiên lắm, giờ mình đi cướp đi. À được rồi, đi cướp đi. Rồi. Cho tôi cất đồ, cất ký tiền cái. Đó, thêm như đây nữa là đủ. Em đi cất tiền. Ôi, thế thì thiếu tầm 150k, thế thì sắp đủ rồi, đi cướp đúng một vòng nữa là xong. Đây, loot đồ, hồi lát lại full đồ thôi. Đâu rồi? Đây rồi, bật tin này, tinh nhuệ nè, bật tin này, tinh nhuệ nè. Thôi thì như này cũng được đấy, đi. Đây. Đây này, có cái thằng trước mặt tôi là không tin lắm nè. Mày là lộn, nó chỉ tin, nó chỉ là tin trùng, chứ nếu mà tin nhuệ đâu. Rồi, bây giờ mình đi. Mình đi bắt, Giờ mình đi, giờ mình đi xa xa xíu đi. Đi xa xa. Chúng ta là cướp, chúng ta không có ăn có học, nhưng mà chúng ta cũng phải biết đếm chứ. Không quá đánh gì lại. Đây. Tôi chuyển sang lối đánh rồi là khó chịu nha. Tôi chuyển sang lối đánh thả diều nha. Cất đi. Ê, tôi thấy có ai đang hái nhoa. Chia đây. Vô chị Quýnh Đài ơi. Trong chị Quýnh Đài giàu có thế nha. Nhà. Chị Quýnh Đài. Quýnh Đài số túi tiền lên. Số túi tiền lên cho tụi tôi xem với. Nhà đây. Đừng có lè nhẹ hết. Ở đây hiệp sĩ đâu. Tôi dắt con ngựa ra cho đỡ dướng nè. Đây đây
Không 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 không, tôi dắt ra đây đợi ngươi. Bao nhiêu nha, bao nhiêu nha, quýnh đài bót nha. Ôi, chơi được rồi, không gì hết, không gì hết, không gì hết. Nó cứu tôi giới kìa, nó cứu tôi giới kìa. Nó không phải là lần. Có một cái mục tiêu nào đó có thể bú được. Có nút nào là cấp vũ khí không? Thì cầm vũ khí ra nguy hiểm quá. Mẹ, tôi sợ quá. Ai cho tôi cái khiên được không? Bóp qua cho xin một cái khiên được không? Hay là mình... Đây, 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 đây. Xin thêm một cái khiên cho an toàn. Xem cho lắm hay mình ấy không? Khiên, xem đâu, nó đông vài cái cứt ông nhìn kìa. Có xem đâu, không có xem đâu. Bà ơi, bên kia nó đông lắm. Quên, quên. Coi như tôi không chưa nói gì. Xem, tôi không có xem. Đó là cái đó là công thành luôn rồi đó. Bên đó giống cướp hơn là bên mình đấy. Bên mình với hàng ăn xin còn bên đó mới là cướp thật. Mình phi lưu xích thuần rồi. Phi lưu xích thuần rồi mình dịch lại à. Kìa, đó, đó. Chạy kìa, đó. Mình đây mình hắm đi. Ủa là đang bị đấm rồi hả? Đang bị đấm rồi hả? Dạ. Có cứu không? Mình tới cứu không? Đó, rồi, chấp hết rồi, hình nó chấp hết rồi, hình nó chấp hết rồi. Mình tới cứu không? Ờ, tôi nghĩ Huy ấy đang thương lượng thôi kìa. Không, hình như là đang thương lượng 1-1 đó. Thương lượng 1-1 à, mình xuống mình nói chuyện thôi, xuống mình nói chuyện thôi. Rồi, không được, mình xuống là dễ kìa lắm. Từ từ, mình xuống là dễ. Cấp vũ khí đi. Tôi nghĩ nam tử hán đại trượng phu, tất cả mọi thứ đều có thể xử lý bằng một trận solo. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ vậy. Cá nhân tôi nghĩ đã là cướp thì không có quyền được vị tha. Trời ơi. Đó là ai chứ? Đó là người khác không tha chứ mà tôi tha mà. Đấy là nhóm B sao nhóm A. Bọn tôi suy ra. Bọn tôi cướp có tâm. Cái kia là cướp CB, nó cướp cơm gạo khác. Ừ, ông nói giống giống trông giống cướp nhưng mà giả hiệp sĩ. Bây giờ chúng tôi là cướp, các ông là hiệp sĩ, các ông bắt được tụi tôi thì các ông phải gọi là thôi miên của tôi làm sao để tụi tôi là hiệp sĩ. Không, chết luôn. Bây giờ không. Trời ơi. Cướp được bao nhiêu rồi, ông quăng hết tiền ra. Hiệp sĩ gì mà khát máu quá. Vừa ngủ trả tiền cho người dân đi. Đưa tiền cho tôi, đưa tiền trả tiền cho người dân. Sau tiền lên đây, tôi trả tiền người dân. Tôi là người bị cướp đây, đây tôi đây. Nhưng mà tiền của tôi thì sao? Tiền này là tiền của tôi mà. Làm gì có tiền nào, tiền của ngươi, ngươi đi cướp mà, ngươi kiếm đâu ra tiền? Ăn cướp là tiền cái tên ăn cướp rồi. Tiền đó là bọn tôi. Đi cướp chứ đâu phải là nghề chính của tôi là cướp đâu. Làm nghề mà. Đúng. Nghề của bọn tôi đó là giữ tiền hộ người dân. Có 2.900 ông lấy 2.000 thôi. Ủa thì 2.000 là tiền cướp của ông, 900 tiền của ông đồ gì nữa. Nhưng mà cho tao tiền đi đắp vai với mình. Cái này trông đẹp quá, chưa có. Lột sạc đã. Lột sạc đi. Có muốn sống không? Xin kiếm đi. Thôi
bây giờ chết rồi. Tôi chết tôi cũng phải tâm cuộc khấu phục. Bây giờ tôi không cần hồi máu. Bây giờ chiến sĩ nào mạnh nhất thì solo với tôi. À được rồi, đây không cần solo. Không solo, bây giờ không không đồng ý đúng không? Anh em đâu rồi? Không việc đi. Đây, 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 đây. Bên mình đâu rồi? Bên mình đâu hết rồi? Bên mình có như đây hả? Bên mình 10 người mà. Nó hỗn loạn rồi, nó hỗn loạn rồi, nó hỗn loạn rồi. Hoài Phi Logic is gone. Mình 10 người mà. Ê, Outlaw mình 10 người mà. Tập trung áo lo mình lại đi. Áo lo mình 10 người mà. Kéo đi, kéo tập trung đủ đã. Mười người mà mình tập trung lại mình vẫn đánh được á, mình nó cũng 10 người thôi. Trời ông Hoàng Phi lui chết còn football nữa chứ. Bây giờ nhá, bên mình cũng bây giờ tập trung lại đúng 10 người, mình bên đó cũng tầm 10 người, mình đúng một combat thôi, mình lật kèo luôn. Nhưng mà phải tập trung đủ đã, lo mình đang bị phân tán quá nè, không thấy ai hết nè. Tôm phi hành, tôm phi ngựa. Ê tôm phi hành vô rồi tới. Đợi tôm phi hành ra nữa. Hết tiền mua đất đắp rồi ông ơi. Trồng bây giờ mình phải tập trung vào ao lo đông một tí. Có 8 thành 10 thành. Yeah. Trắng giấy rồi. Bây giờ đi cướp lại trong một con ngựa này. Rồi được rồi, kia anh chuyển sang nghề cưỡi ngựa đây. Tao lo cưỡi ngựa cơ. Không, đâu, thật ra Footman cũng được. Tao chém một thằng gần lòi ngựa rồi đấy. Footman đứng ở chọc, đứng dưới chọc khó chịu hơn ấy, đứng trên ngựa chọc dễ chết lắm. Ừ, nãy tao trên ngựa tao chém gần chết hai thằng rồi đấy. Bây giờ chỉ cần loot cho ông đó lại cái giáo với cái khiên xong rồi ổng đứng dưới ổng chọc đi mình chạy xung quanh ổng là được. Đúng đúng, làm cái bi ke á. Thằng nào chạy tới á tao chống bi ke một cái là rớt liền. Vâng. Tầm này chưa có bi ke đâu, mới tầm này đồ tiêu 1 mà. Bây giờ mình đã kiếm rồi kiếm rồi. Mà tầm này ai cũng là một chiến binh ấy. Đó, trong có vẻ người ta không ấy đâu. Kiếm chiến binh nào bên kia nó đi lẻ nó đeo khiên nè. Ở đây cái bộ đồ tôi làm người lại hết nè. Cứu đi Hoàng Phi Hành ơi, cứu đi. Sao đây? Đó không phải là ở vùng đất cũ thì ông cũng từng là ông. Đúng rồi. Bây giờ cướp cho ông này con ngựa trước đi đã. Chớp tôi lên Abay mà. Ê, bây giờ như mình như vậy. Mình kiếm chỗ nào mình phục kích đi, tôi dụ tụi nó tới xong rồi anh em lao vô pop. Bây giờ tụi nó chơi không có nói chuyện thì thôi chặt nó đi chứ sao. Thì bây giờ mình cũng phải có chỗ nào mình lên kế hoạch chứ. Có cái chỗ nào mà số lượng không quan trọng nhưng mà chất lượng quan trọng không? Kìa bú con ngựa đi, bú con ngựa trước đi. Ủa ở đâu đấy? Nè tôi còn 485 nè, tôi cho ông nè, ông viết nốt cho ông đó. Nghe nói Hoàng Phi Hành có cây kiếm chém một chém chết một người đúng không? Bây giờ nha, bên mình còn 2 footman nè, bên mình kiếm cái chỗ nào kiểu chật hẹp hẹp á, mình chém đi ngựa nó vô, mà chém gãy ngựa nó hết là được. Không, bây giờ gom hết outlaw là cũng được 10 người á. Đừng vào nhận luôn ở đâu vậy? Bên đó cũng 10 người à. Trời ơi, bên trong cái hầm đó đi qua bên đây chứ. Ừ. Bên đó cũng tầm 10 người thôi, bú được.
cứ mặc giáp đều vòng gì thì nó cũng có farm được đâu. Mình đi bắt lẻ là được. Mình mà bắt được. Ý là đi bắt lẻ nhưng mà bên đó tới liền, hiểu không? Tới một phát là tới liền luôn á. Thì bây giờ mình cứ bắt lẻ đi, nó tới rồi mình cứ kéo xe lẻ, mình giết xe lẻ, mình giết thôi. Tại vì bây giờ nó trên ngựa thì thuốc men chặt, chặt ngựa đó thôi hả? Chứ chặt đâu gì nữa đâu. Thì chặt, che khiên chặt ngựa thôi. Chặt nó mới chết con ngựa đó đó. Không có ngựa che khiên. Đợi ông hoàng phi logic cho xong rồi. Cái là nó chỉ đâm vô giáp, mới có một máu thôi. Giờ nó chạy lại gần, quay lưng lại nè, là nó chặt vô giáp máu thôi. Đợi ông hoàng phi logic cũng mua xong con ngựa nè. Bao luôn 90.000. What the f***. Thôi hết phút men, để mẹ nó cầm kiếm đi, thằng nào tới rồi chặt nó. Bởi vì là mình làm cái cướp thì mình đâu đứng dưới được không? Ừ, đứng như vậy đi bộ bao giờ mấy kia được. Rồi giờ đi cướp đi, đi cướp trước đi. Nè tôi nè. Rồi bây giờ biết là tôi lấy hết tất cả luôn á. Đây. Bây giờ anh phi hành huynh là xử lý được cái đám đầu bằng ngựa kia không? 10 thằng đó. 10 thằng phải phụ chứ một ít một thì chuyện nhỏ chứ còn 10 thằng sao một ít. Thì quan trọng là một ít một lúc nào cho chuyện nhỏ, quan trọng bên kia nó 10 ít một. Ủa? Phi luôn thích mình đâu? Bây giờ mình đánh trên ngựa là mất thời gian lắm. Mình xuống ngựa mình chặt tụi nó là nhanh lắm. Ủa không vậy? Trời ơi, 10 con ngựa nó quay nó khác, 10 con ngựa nó quay nhìn nó bền luôn á. Nhưng mà trước mắt là chúng ta phải tập trung đầy đủ người đó. Đi lui qua liên tục là ngựa vô là chỉ có gãy giò, không có làm gì được. Vậy nè. Bây giờ cứ làm đi, cứ làm cho huynh này hiểu trước đi. Công ty là 1v10 mà. Trước mắt anh em mình tập trung đủ người đây. Nó đâm không có dính mình đâu. Giờ mình tập trung đủ người, mình giết cái team đó là giờ mỗi người cầm bộ ghi là có tiền rồi đó. Đúng, rồi bây giờ chơi luôn. Bây giờ rồi. Không, mình thích chơi luôn, xả đồ, lát nữa mình lấy tiền, mình mua hết bút men, mình chặt tiếp. Bây giờ đợi phi logic ra, mình đi cướp cái, mình kiếm một chỗ nào, mình pam đi. Kệ, còn không, mình đi vô hẻm đối quýnh rồi chứ sao. Kệ, bên kia nó chia, kệ, bây giờ còn 4 đứa nè, mình giả bộ mình cướp đi cho bên nó chủ quan, nó ra đánh 4 người trước. Bú không, bú không, bú không, bú không, bú ra ngoài đi. Ê, Diệu Quân Đài ơi, dừng lại đi. Trong Diệu Quân Đài tối tân đen. Nè, chuẩn bị bên kia ra cứu là bơm nha. Chị Quân Đài cho tôi chắc là, ui, cái giáo với cái giáp này có vẻ xịn đó. Diệu Quân Đài cho tôi xin được không? Bây giờ Diệu Quân Đài muốn để là cái giáo, cái giáp hay là muốn mất mạng? Số lượng nó tăng lên đột biến rồi, huynh đài cái là 7 ấy. Huynh đài này có nói chuyện không nhỉ? Alo. Alo. 1, 2, 3, 4. Alo. Rồi nghe rồi, nghe rồi. Linh. Cứu tôi với, cứu tôi với. Cứu. Rồi về đây, vụ về tí. Rồi, tỉa đi, số lượng này còn ít đó, tỉa đi. Ó, beautiful. Ê, sao lút đầu vậy? Đây quýnh lộn mà sao lút đầu vậy? Ai không có phần sự chính xa nha, Lại là áo lo rồi. Ây da, mà giáo này ngắn đi. Đó, chặt đi. Hay. Đó, tỉa đi, mình tỉa bớt tí nữa đi là được. Bèm chưa à? Bèm rồi đó, thấy bèm đâm rồi đó. Đó, đau liền. Tôi tỉa thôi. Tỉa thôi, làm mềm hết. Trời ơi, đâm chết. Làm mềm luôn, tôi làm mềm hết rồi đó.
Ây da. Trời khó thế, khó thế. Là mềm lắm rồi đó. Ông kiếm con ngựa, ông đi lên đi ông ơi. Ông kiếm con ngựa hay ông cầm cái giáo ông chọc đi. Tránh xa ông ơi, tránh xa đi, tránh xa khu vực này đi, đang đánh nhau căng lắm. Đó. Đó, hai con rồi đó, hai con rồi đó, xuống đi, footman đâu, footman mình đâu? Footman của mình đâu, vô đi. Nhặt là giết tao. Footman mình vô đi, footman của mình vô chưa? Footman của mình vô đi, đúng rồi, footman của mình vô đi. Rồi đó, mềm, mềm con người luôn rồi nè. Rồi, tôi mềm luôn rồi. Đó, đấy. Bên đó có hết người đó, làm gì làm đi. Rồi xong, hoàng phi hành, phi logic. Khi tất cả mọi thứ nằm xuống. Làm mềm hết rồi đó, làm mềm hết rồi đó. Rồi xong, hoàng phi cút luôn. Ok, chị Quỳnh Đài. Căng vậy, nó có cái xe xe thổ thôi. Ủa? Trong chị Quỳnh Đài này cơm gạo thế nhờ. Chị Quỳnh Đài này chống rồi, phải vô sổ đen rồi đó. Trong chị Quỳnh Đài này phải vô sổ đen rồi đó. Này này có vẻ như chơi hơi ghim rồi đó. Rồi xong. Sao mình lại đánh ngay thành New Bay vậy? Cho nó lao ra nhanh lắm. Trời ơi, hồi nãy ai kêu Footman mạnh lắm, vô quẹt quẹt. Quẹt nó xuống ngựa xong nó quýnh xuống bệnh luôn, thấy chưa? Không sao, không sao, tôi dắt được hai ngựa vô nè. Dắt được hai ngựa vô hả? Đã quá, cho tôi xin con. Thì đó thì cái công việc là số lượng mà thật cứ lì thôi. Tôi đã kêu là nó số lượng nó đông lắm mấy chưa, làm sao quẹt hết được. Hiểu chưa, hiểu vấn đề chưa, hiểu vấn đề chưa? Thôi, bây giờ mình tân trang lại đi, mình xả tiền mình tân trang lại đi. Đấy, mình hiểu vấn đề rồi, mình kiếm chỗ nào thiệt xa mình đánh gọi là combat nhỏ thôi. Tôi vừa trong thành ra chưa biết mẹ gì hết, đã thấy đánh nhau rồi. Nói chung đánh kiểu đó thì mình phải thêm người, chứ mình không đủ người mình đánh khó lắm. Thì vấn đề là nãy giờ nói là số lượng mà. Bây giờ mình nói được. Đi, ai kêu đứng chỗ đó chứ. Thì chỗ này cũng thì chỗ nào nó cũng vậy thôi. Bên đó nó có thần giao cách cảm hay không? Đánh nhau một cái là tự nhiên nó ra hết à. Có một câu là tím à. Đi vô cái chỗ ngân hàng á, giết nó xong lượm tiền cấp ngân hàng quýnh tiếp. Ê không được, trời ơi, có độc luật chưa vậy mới update luôn. Anh trai ơi. Quýnh mình là chỗ này cũng khác với ngân hàng đâu. Nó vẫn là ngoài cửa ngân hàng chứ không phải trong ngân hàng. Quýnh ta ra đi. Đừng có quýnh liên tục. Quýnh lui đi, đừng quýnh liên tục chứ. Trời ơi, quýnh lui là tính là chạy bỏ chạy đó, không quýnh lui là bỏ chạy tới đi rớt đồ. Tôi quay lại tôi làm một luôn đó. Tôi làm 5 con ngựa luôn á, tôi quýnh cho nó rớt ngựa để cho Footman làm việc đó. Trời ơi, đúng á. Vừa mới chạy vô bú đồ thằng kia, vừa mới vô cất. Trời ơi. Đánh ra đi cất chi vậy trời. Đánh đây, đánh win một cái là bú hết luôn. Win là mình bú hết. Sao được, tụi nó còn có đống thằng đồ má quay ra thằng nào mà ảo tím à. Thì newbie nó ra chặt đồ mình giết luôn, mình được giết mà. Dạ. Rồi lần sau đánh xa ra. Sao mà biết được. Như này là không được đâu. Mới ra mà xa ra thì thôi bây giờ xả. Có tiền không? Có tiền không? Xả. Cho người. Bây giờ mình vô mình làm một bộ gear đi, mình xả tiền làm bộ gear đi. Rồi đi với mình. Xong rồi mình đi farm thiệt xa đi. Xả cái kiếm này đi.
phải kiếm được 2000 mấy á, đã vậy. 2000 mấy là làm được con ngựa cái giáo rồi đấy. Trông giống như bên kia mới là outlaw ấy, bên mình có phải outlaw đâu. Đợp hồng lát nữa, shoot it. Gặp ai là giết. Giết. Bác sĩ ơi, cứu tôi, bác sĩ. Trên mũi này đã có con lừa sao? Đây. Quỳnh Bảy có muốn không? Thôi. Vẫn là 200 cho trên mũi này. Quỳnh Bảy muốn tôi đưa cho nè. Thôi, tôi đi cướp ngựa đã hơn, ví dụ như của ông này. Không, tôi cũng bị cướp ngựa, tôi cũng là nạn nhân. Ai cũng là nạn nhân chứng chủ cướp ngựa hết. Này, mình vô đây nói chuyện đi. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Ờ, em huynh đệ cũng chiến á. Hiện tại là bên mình đang lấy cái thành Tamarin ở dưới đó. Là cái thành đó là thuộc mệnh danh là rất là giàu nhất phía Nam. Đói quá, một miếng bắp cải ăn mới được. Thành này là sơ hở là bị mất ngựa. Làm thêm cái giáo nữa mới được. Đại tướng quân đấy. Quá mạnh mẽ. Trong để ngựa đây mất lắm, thật. Rồi, nghe tiếng là mất con ngựa rồi đó. Thấy chưa? Cái thằng này sơ hở là mất con ngựa. Cái thằng này sơ hở là mất con ngựa. Đi cướp của cướp thì sao? Quay, chạy ngựa đây. Thằng này cứ mất ngựa. Tôi cũng bị mất ngựa, tôi là nạn nhân, tôi cũng bị mất ngựa. Đi. Trời ơi, còn chặn đường nữa thề ông này. Thôi, đi tu đây. Ông này thích giết người lắm, đợi bà này lấy tôi phải canh tới ông giết trước, tôi nhớ rồi, ông nón trắng. Đâu rồi, anh em đâu hết rồi. Where is everybody? Trời ơi, cái mỏ đá này mà không ai farm sao? Thật là vô lý. Có người cứu đường hay sao? Ê, mọi người một xe đi. Xin chào vị huynh đài đẹp bao beo. Xin chào vị huynh đài nhá. Xin chúc mừng vị huynh đài đã trúng sổ số. Để đổi sổ số vị huynh đài cho hỏi là cái xe của mình là có bao nhiêu quặng vậy? Vị huynh đài ơi. Cứ xem đi. Ôi, vị huynh đài đào quặng mà sao trong xe tàn lúa không nhờ? 109 chứ. Ừ, vị huynh đài vạch túi, trong túi có bao nhiêu món đồ ấy. Cái túi kia cơ, cái túi là túi tiền. Còn cái túi người cơ. Sâu đồ. Túi quần rồi sao? Túi quần rồi sao? Không có gì luôn. Vị huynh đài đỉnh nha, ảo thuật thế nha.
Thôi không xe trong ấy. Xe trong à, xe trong à, xe trong à. Tôi mới đến à. Thế chắc là chị Quân Đài tới lâu hơn lúc nhờ Quân Đài ngoan Vân Tùng. Đồng nghiệp khai mang, đồng nghiệp khai nhau luôn à. Quỳnh ạ, tôi xin chia sẻ thật với mình. À. Kia tôi ở bên một hòn đảo, tôi cũng từng là một người, một thành viên. Thôi ông im mẹ mồm đi, nhanh đi. Là ông lo đúng không? Thấy là ông biết quy trình của tôi đúng không? Đấy, ông làm đúng quy trình là được. Ừ, đấy, rồi làm nhanh đi. Đúng quy trình cho tôi là đẹp. Wow. Thôi nhá, để gọi là... 400. Ừ, tôi nghĩ là 400 với là 2 xà tắc quận là được. Đấy. Thế sau. Ít hơn một tí vậy là ít lắm rồi đó. Ở đây tôi tới 4 người lận mà tôi lấy có số lượng có 1 người à. Rồi giảm giá cho ông 350. Xe kia ơi, xe kia ơi, đừng vội. Sao cái mái tóc này nhìn quen vậy? Trời ơi. Trời ơi. Vậy. Đó, áo này mới bị lột một lần rồi mà lột tiếp được không ta? Ơi, còn có 96 đồng rồi đại ca. Thôi, đi quên đài này mới bị lột rồi, không còn gì đâu, mình đi đi. Trời ơi, em xe em có mấy cục đá rồi, mấy anh đài tha cho em cái. Giọng nghe tồi thật sự. Thế thôi, trông có vẻ như là khó kiếm ăn quá, đi thăm cái vụ quên đài. Trông, ngoài đây vẫn còn à. Đây. Qua đây. Tôi có một. Qua đây. Qua mỏ bên này. Đông lắm. Tổ hũ. Nổ hũ à. Đâu. Em đi theo với cái mỏ nào không? Đông lắm. Đi theo là mất phí 5.000. Trời, ông nhắc cái đường cục vậy. Đường này. Hay đi đường này. Đau. Trước mặt đi đường hơi xa, khả năng là có vài. À, tôi trong là có một chiếc xe đang gõ khí thế đó. Tôi phi vô cái xe ở trước này. Hãy dừng tay. Ủa. What the fuck? Ủa, tao khai ai? Mà không. What? Xe ma à? Mà sao mà có con ngựa đập đầu vô tường như thế này? Đừng để đi, biết đâu cần lát ngựa chạy về. Đừng phí phạm, ngựa là tài nguyên. Chỗ này có quặng không vậy? Trong chỗ này ít quặng lắm á. Qua thang, qua thang. Trông có vẻ như là đã có ai pha thì sao? Một cái hang ở bên này nữa. Mấy con ơi, hang bên phải có một cái hang quạnh bên. Đâu, mình đi vô đi để cho mấy huynh nó đi trước thì cũng được. Hang bên phải. Thôi, đi chỗ khác đi. Chị cô nương này như chỉ đi gặt lúa thì sao ấy thề. Đúng rồi đó. Đi chỗ khác chơi đi. Trời ơi, full xe luôn thì mình đi về thì sao? Thôi bằng hạt. Full xe rồi, full người đã. Ủa, alo. Xếp lại cho. Tới đây, này, cô gì ơi? Sao? Nè, lãi của cô này. Nãy của cô là 20 cục quặng iron nha. Hồi nãy nãy tiền cô gửi á. Người ngồi. Đó, tiền của cô gửi là nó. Mình đi cướp hay mình đi cống nạp vậy? Không, tức là tiền gửi của cô bây giờ nó thành cái đó rồi đó, nó thành lãi cái đó đó. Ôi, để tôi cống nạp cho anh cầm xe này về anh bán đi. Thôi, thì về bán đi, tôi còn đi cướp. Xe qua đây lại. Trời ơi. Tới rồi hả, đông không? Tới rồi, đông. Hai chục thằng á.
Mà ông con... ơi, con số nó kỳ lạ vậy, sao đông dữ vậy? Mình còn bao nhiêu, mình tập trung cái coi, mình nhìn cái. Nó đông lắm. Mình nhìn một cái thôi, chứ sao đâu. Rồi gắt game luôn. Hai anh chị ơi, dừng lại. Ôi giời ơi. Quéo, hóa ra là anh chàng Quang Điếc. Ta đây, ta là Hoàng Quang. À, cái gì mà nhảy anh vô? Em ơi, cái này hấp dẫn này, hấp dẫn này. Sao anh chàng Quang Điếc là sao lại chở một cô nương đi đâu nhờ? Ta chở gái đi ngắm ghẹ, ngắm hệ sinh thái đó. Ngắm hệ sinh thái á? Bọn ta chỉ mới lên đường thôi, không có gì hết. Hệ sinh thái gì thế nhờ? Nghe ngứa dái quá. Ngứa dái à? Nhưng mà nó hăng hái. Thế cho hỏi là vị huynh đài, chị cô nương này là quý danh là gì đấy? Đây là tuyết, trắng như là tuyết. À, trắng như là tuyết à. Tóc đen. Thật là sáng suốt. Chà, mì cũng đen nữa. Nhưng mà hồi nãy thôi kệ, nói chung là cái thù án của cái vị huynh đài Quang Điếc này với cái chiến sĩ Hoàng Mèo kia không biết còn không ta. Có đâu, thật ra nói nè, diễn đài ta thực chất họ tên đầy đủ là Hoàng Quang Điếc. Gọi tắt là Hoàng Điếc. Ta là người họ Hoàng. Hồi xưa có đại diện có cái thằng của ta họ lúc nào mới chính theo vậy. Khi mà họ Hoàng khi mà qua Việt Nam, qua Đại Việt, người ta bảo là họ hình để né cái tên, né cái họ của vua chúa rồi đó. À, thật ra ta là họ câu chuyện này hình như hồi Tết nó kể tôi nghe rồi không à. Ta là người Trung Quốc, người Quảng Đông, chúng ta là anh em. Mình có phải thành Phục Minh không? Ừ, phải thành Phục Minh, chắc chắn là Phục Minh rồi. À, nhà Minh là nhất. Ok, nếu vụ anh đài nói vậy thì đấy, vụ anh đài đi. Nhưng mà ở phía xa gần thành Tavirin chắc chắn có một bọn chúng đang farm rất là nhiều. Các chị anh đài đây, hãy lên đường bắt bọn chúng cướp sạch. Đọc tên thành nào đó mà tôi tìm béo này. Tôi đâu biết thành nào luôn. Tavirin. Tavirin là à, tới Tavirin rồi. Ok. Tavirin đúng không? Được. Tavirin, tôi là người cũng kiểu là hồi trước tôi học từ người nước ngoài. Có cần tôi chữa ngọng không? Chữa sao vậy Vĩnh Đại? Đỡ được cái gì Vĩnh Đại? Hình như là 3v3 này, có một kèo 3v3 hấp dẫn này. Hô đi. Rồi đều là đồng đều nè. Ê mà tôi eco nha, tôi hơi eco á, phải gánh tôi á. Không sao, tôi quýnh thả diều được. Tôi đánh áp lực lớn được. Đúng rồi, áp bức luôn. Ui. Trời đi. Tấn công từ phía sau. Tấn công từ phía trước. Đau rồi, thấy có người đau rồi đó, có người bị đau rồi đó. Đổi mấy diễn đài. Cản đường đó mày. Đánh đau rồi đó, 200 dam rồi đó.
Đây đây, để tôi thấy là tôi có được tam rồi đấy. Đây đây, để tôi thấy là tôi có được. Tôi được á, đánh nấu đi. Ê, hai khiên lực cái này hơi khó vô á. Lượm đồ đi không? Lượm. Giáp đi không? Tôi lượm tiền nè. Không mà tôi không mà tôi tới không mới tới kìa. Nào không sao. Tôi cứng. À, tôi yêu lắm rồi. Đâu rồi? Tôi yêu lắm rồi, tôi cần cứu đó. Yêu thì chết. Tôi phải hy sinh luôn đây. Cứu tôi. Đâu rồi? Được rồi, cứu tôi. Đâm đi. Ê, con. Tôi lút cái giáp kìa. Còn có ngựa kìa. Nhìn tôi ra. Để tôi ông ơi. Để tôi. Hay. Hay quá. Để tôi. Rớt ngựa nè. Đây rồi, tiếp diệt tới. Hay quá. Ai mới là người chiến thắng đây? Có ai đó đi đường ngày tới thì phải. Mấy vị huynh đài ơi. Cứu tôi. Phản thành phục binh. Búa đi. Ao. Ây da, ba... Trời ơi, nhìn mấy ngài đánh. Ủa hiểu được không? Bác sĩ này hiểu được không? Người đã thấy nhà Minh người ta mạnh. Đây không phải. Nhà Minh rất là mạnh. Dòng họ Hoàng là dòng họ mạnh nhất. Đúng vậy. Giờ tụi ta về cái. Được, về đi. Tụi ta cũng về đây. Đỡ một mạng cho người đó. Ê cô thành công. Dắt ta về với tao sợ chết quá. Mở được, dạ bán lấy tiền, ơ đừng. Rồi đi anh ơi. À hay à. Trời ơi. Trắng như tuyết. Nghĩ huynh đài chở đi du ngoạn tiếp đi, vẫn đây về đây. Trang giấy trắng. Oh, Echo xong full đồ, quá đã. Thấy chưa, đánh số lượng ở tôi vẫn đánh được cái 300 đam luôn, đâm yếu hết luôn. Thề đâm yếu thế mà đồng đội sẽ cháy rồi mà kích liễu được ai nhỉ? Đi. Quay đầu đi. Trông mà có vẻ là mình đang... Mình bắt đầu tung hành được rồi đó, mình tung hoạch rồi đó. Bên kia vừa bị phệt xong... Nguyên Mỹ ơi. Ở đâu? Đâu đấy? Đấy đâu? Tính đỗ kìa. Thì là nó chạy bộ hay sao kìa? Ủa? Là sao? Là mới bị phệt hay là phệt người ta rồi? Phệt ở đâu vậy? Không hú. Kiểu bồ câu thư gì đấy. Ừ. 7 đứa, 8 đứa. À đấy là thế à, tôi cất tiền á, tôi cất tiền cái để tí. Không cần ăn thôi. Ăn xúc xích đi rồi, hết đói rồi. Bần. Đi, bam. Mình cần một chiến thuật á. Mình mà một đống đánh một đống là cũng hơi ngợp á, mình cần tỉa lẻ trước làm mềm trước. Hả? Cái gì trăm? Chỉ cần gặp cổ được Kim Ngao Sư Vương là mình sẽ lấy được 100k vàng. Ai? Nhưng mà ai trao thưởng?
một người rất là nhỏ bé, không tiện nói tên. Kim Ngao Sư Vương mà được 100k vàng à? Nghe bảo là do đơn giản lắm, thu rất nhiều mỏ vàng nên làm cây. À. Oh. Là có nghĩa là nông dân với nhau nhưng mà nghèo hơn người ta, xong rồi đâm ra ghét. Không, mà chắc là Kim Ngao này có vẻ như là phú mỏ vàng nhanh lắm. Thế à? Mà từ từ đã, bỏ qua câu chuyện đó đi, mình đang bị dòm ngó kìa. Nhưng mà số lượng là thấy ngang nhau đấy, tôi thấy số lượng là ngang nhau đấy. Mình hỏi đúng không? Mấy huynh đài ơi, biết Kim Ngao Sư Vương đâu không nhỉ? À, giờ này Kim Ngao Sư Vương chắc là đang ngủ yên giấc rồi. Tôi vừa mới được một lệnh treo thưởng là ai gặt được cái đầu của Kim Ngao Sư Vương là được 100k vàng. Tôi đang đi tìm. Ủa thế cơ à? Ờ, chúng ta tìm Kim Ngao Sư Vương đi. Được luôn. Tôi xin 50% được không? Được luôn. Ok. Đúng ai bị ngạt được nhau. Đúng ai bị ngạt được lại chúa thôi. Chúng ta phải gặp nhau rồi. Ai vậy? Mù. Mù à? Chống là mình bém được cái sứ, bém được cái sứ. Đây, thằng mù đây hôm qua cướp tôi 4 xe hạc này. Nào, chuyện hôm qua là bố hôm qua. Sao lại thằng mù đây? Ừ, sao lại thằng rồi? Bém đi, 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 bém đi. Trong mà số lượng là nó bằng nhau ấy chứ, nhưng mà trình độ có chênh lệch hay không? Quên hết mà, cũng rất là em đem hết. Quay đây à? Dạ thôi mà, ok. À, các huynh đệ đi làm việc tiếp đi. Chúng tôi xem khoai phát các huynh đệ đọc được. Đi làm việc đi. Ok. Tôi nghĩ là được á, mình đánh được đầu, mình đánh trong khu vực này nè. Tầm này là mình ăn nè. Tại đầm này ngựa mình sâu bên này nè, khúc nhà này mình lợi thế lắm. Bây giờ mình cần một cái mình cần một cú gọi là ê kìa, có đi lẻ kìa, muốn cái ông đi lẻ trước cửa nhà mình không? Xuống luôn bắt lẻ ông đó trước luôn. Vô nhà luôn mà. À, bên mình à. Không biết bên các chiến sĩ có cần tuyển thêm người không nhỉ? Có, lúc nào cũng cần hết. Lên đổi rôn ra chuẩn bị đánh nhau luôn nè, vũ đài ơi. Đổi rôn thôi. Ê, bên này đi, ngay bên này luôn. Ngay cái vị câu cá này nè. Chào chàng trai câu cá một mình nhé. Chắc chắn là Khương Tử Nha rồi. Chàng trai ở đây câu cá một mình như vậy thật sự là rất là nguy hiểm. Nếu mà Vũ Đài không biết thì ngay cái khu này là rất có nhiều trộm cướp. Thôi để an toàn ấy, tôi nghĩ cái xe này nhiều cá như thế này, Vũ Đài có muốn gọi là đăng ký gói bảo hộ bên tôi không? Chỉ cần 50 con cá được bảo hộ tới hết buổi chiều này. 50 con thôi. Ôi 50 con có bao là nhiêu đâu thề. Rồi đi cao 49 con. Rồi lấy đi mấy chị đại, lấy đi. Cướp mà làm như đi cướp mà làm như đi mua hàng nữa, cái điệp cao mà. Ừ, lấy đi để bây giờ tôi mua đồ ăn lại sắp chết đói rồi. Quên bán quặng luôn á. Cái con người này hết máu vậy. Này hình như vô vô ao lo bán có vẻ như là lời hơn á.
Lấy hai trái crab đi nha. Mình eco hơi sâu thì sao á, dịch mình một giáo chắc chết quá. Không, nhưng mà tôi cầm đồ giỡn tôi quýnh kỹ đó. Cầm đồ xịn tôi mới quýnh thua game thôi. Tôi mà quýnh kỹ nha, chết thì đéo được thề. Nó thấy cho buồn. Mà cái ao lo này sao nhìn hẹp thế nhỉ? Còn cái cửa này là cửa gì đây? Không có. Gì vậy? Vụ gì vậy? Vụ gì vậy? Anh này bỏ xe lại đây rồi tự đi bộ về đi. Chấn lột luôn đi, chấn lột luôn đi. Ý là kêu cứu luôn đi, bèo luôn đi. Ý là chơi luôn đi, chơi luôn đi. Kêu cứu đi. Kêu cứu đi. Tôi lỡ chấn lột ông này đi. Điều đời súp cua này đứng lại đi. Diệu này súp cua này nè. Nè, diệu này súp cua này hồi nãy thiếu ta 5.000. Bây giờ trả 5.000 không thì bỏ mạng. Không, 5.000 nè. Đó, vị huynh đài xem đi, xem đi. Nào, vị huynh đài. Ủa, không ai làm gì vậy? Mọi người làm gì nhau đi chứ. Thề mọi người đứng nói chuyện nhau xíu đi, để xuống gửi tiền cái. Cứ ngồi cả nhau thôi, thề phải có người kích mới được. Được, tôi sẽ hy sinh làm người kích. Đầm này đi, xả đồ cho đi chứ. Đầm này chơi đi. Sợ gì chơi đi. Đầm này trước cửa nhà mình mà chơi đi. Tại mày trước cửa nhà mình mà chơi đi. Trời ơi mấy vị bên đây nhẹ nhùn vậy. Chơi đi, trên cái đồi này là mình đã ra trước rồi, đừng sợ. Nghe nè, cái quân ơi, tôi là chống ngựa được nè, lát con ngựa nào bị tôi quân vô. Thế nha, giờ tôi gây sự nha, tôi dắt lên đây nha, nha. Không, bị ra khác cũng được. Thầy ơi. Chỗ nào nữa đâu, chỗ này là đẹp nhất rồi, chỗ này trước cửa nhà mình chết mình đi bộ ra liền mà. Để mà đi kia bị úp nó được mà. Úp à, được thay úp hướng nào đây, bây giờ phải có phải có một cái lý do để úp này. Được lý do đó. Bây giờ chiến được. Bây giờ đi cướp rồi nó vô. Cướp đi gặp nó mình múc đúng không? Đấy là đánh trước cửa nhà mình đi lút đồ cho dễ. Trời ơi kìa. Thì ba nhau mẹ luôn đi tìm lý do nữa thì. Được không? Mình có lý do. Đấy là lý do à? Mình có thể gọi là mình chấn lột. À, cái xe này lý do hợp lý nè. Trong đâu, cái xe đâu. Ngay trước cửa, ngay trước bờ sông này luôn. Cái xe này là lý do tuyệt vời nè. Đúng rồi, đó là lý do đó. Hey, I just met you. Memzik. Ai da, vị huynh đài này có vẻ như là à, thôi, vị huynh đài này ta vừa mới ở dưới quê lên nghèo lắm. Nghèo cái gì? Nghèo thì thế thôi, nghèo thì cho tôi xin cái giáo với cái khiên là được. Đấy, ta không có tiền, ta vừa bị cướp xong. Ai cướp? Bọn ta là cướp mà. Thế thì cái giáo với cái khiên, ngươi chọn đi. Bảo vệ người, có nghĩa thế thì bỏ cái khiên xuống thôi cũng được, không cần bảo vệ. Thế thì đưa đi, trả lại con lừa. Bây giờ trả cái giáo với cái khiên thì bọn ta sẽ trả lại con lừa. Có thể trả thì vị huynh đài cứ thả cái giáo với cái thương xuống đi. Rồi đó, trả vị huynh đài cái lừa đi. Ok. Thôi cho người ta kìa. Tập trung kìa.
Ôi. Ông ơi, hết tình huống giả rồi. Cái cứu được mà, những cái cứu được mà. Cứu đi, cứu đi. Tới. Sao sao cái người gì? Cái người muốn gì? Cái người muốn kia đúng không? À chơi kìa. Có dấu hiệu chơi kìa, chơi đi. Thôi bạn đến được rồi. Nào bình tĩnh, phân tích tình huống. Kiếm cho mình một đối thủ gọi là vừa tầm thôi, ví dụ như ông này. Ây da. Ê, sợ quá. Căng quá vậy. Hơi hỗn loạn nha. Ây da. Mẹ. Mắc cười quá. Ây da, mình trừ 1 rồi hả? Ủa, sao không nó có được mà cao lên rồi? Ồ, 50 mấy đam. Nhiều khiên quá vậy. Ồ. Trông có vẻ như là. Ừ, bên mình đông lắm, bên mình trông đông lắm. Ông này ông nào đây? Ra cái Nhật, hãy đi ra đi. Đi ra ngoài đây. Đây, người có giao tranh căng thẳng lắm. Đừng lại gần. Rồi, một con ngựa trước đã. Người ngay qua đường. Tránh ra đi. À. Tên này muốn đánh lúc này, thấy chưa? Eco thành công nè. Oh shit man. Trông có vẻ như là tiên lượng là đang giảm đi. Đi qua đây, cứu ta mà lên. Mà trông có vẻ như đang thua, đây đang thắng vậy. Không thể đánh giá được. Ui da. Yểm trợ từ xa thì sao? Rồi. Đang nút đồ lúc một. Ây da. Anh thức rồi. Ây da. Ui. Đâm bằng ngựa. Trông có vẻ như đồng đội đâu hết rồi. Đồng đội chết hết rồi. Không. Các chiến sĩ hãy tha mạng. Ta là do đường cùng lắm ta mới bị theo thôi. Ta chưa có một miếng giáp đặc sắc nào cả. Hãy dừng tay. Ta nghèo lắm, nhìn ta đề còn không có cả xịp để mặc. Thế thì quay lại. Trời ơi, mấy vị huynh đài eco kiểu gì mà sao thua rồi. Trong mà combat thì còn căng lắm, mình có nên quay lại không nhờ? Bác sĩ ơi. Sao vậy? Chưa được loot đồ đâu. Chưa được hết đồ đâu. Ta đã quay lại. Nào, bình tĩnh. Hoàng Phi Hành, trời ơi, Hoàng Phi Hành nằm rồi sao? Không sao. Đây là những pha ta phải loot. Ơ, ông này có giống tiêu ba hả? What the fuck? Không sao, bình tĩnh. Cứu đi, lại đây. Cứu tôi. Bình tĩnh, để tôi đánh giá lực lượng đó Phương. Bắn tốc độ à. Ây da, tôi bú được con ngựa rồi, tôi lại chạy tiếp đây. Đã đờ với ông ơi, bên kia tôi phát hiện ra rồi, bên kia cầm được cái giáo T3 rồi. Ủa? Lùa đây. Chạy thôi, thất thủ rồi. Chui vô hang thôi.
Nguyện làm fan MU suốt đời, Chu Du Hang đây. Thôi Chu Du Hang rồi, tha đi. Cuộc đời ta sẽ không bao giờ ra khỏi ánh sáng nữa. Ủa sao bên kia nó có cái giáo tiêu ba rồi nhờ? Nó có một cái giáo hạ xuống ấy. What the fuck? Ồ. Tiếp mình chất thật. Từ từ phải bắt được ông đó trước á. Ây da. Mà có cái dấu hạ là vô địch rồi, tầm này đang có cái giá... Người ta toàn là quýnh thường, ủa dễ có tiền luôn chứ. Bác sĩ đâu rồi, bác sĩ đâu rồi? Bác sĩ đâu rồi? Ủa? Sao có giáo được nhỉ? Hay là chế được cái Lancer nào mà ta? Cho nên có Lancer tiêu 1 hả? Noble Cavalry Land, hay là cái này nhờ? Oh my god, vẫn còn đánh nhau. Bác sĩ ơi, bác sĩ. Có bác sĩ nào ở đây? Trời ơi, còn một ông bác sĩ. Là thấy là hình như là cưng cưng mà sao quay đi quay lại, tụi nó đông hơn mình vậy ông? Tôi cũng đeo biết nữa, tôi cũng thấy mà tự nhiên mình đang đông quá liền, cái người quay quay lần. Tức mình lại thua là thế đéo rồi à. Nhưng mà hồi nãy nó có một cây giáo hạ rồi, bên nó có người bán giáo hạ rồi. Không phải, bên đó nâng cấp lên tới giáo hạ rồi, bây giờ phải tìm mua cây đó cơ. Giờ phải về thành tìm mua cái giáo đó đó. Ờ, cái cây giáo hạ xuống đâm cái là chết con ngựa liền ấy. Cái đó OP lắm. Mà cái đó tier 2 mà sao mua được rồi giờ? Chết luôn mà. Nãy hành hun có cây á mà như chống hụt với sao á, lòi mồm rồi. Đây thôi. Đi mua đồ thôi hôm nay. Đi mua đồ đi, đây. Vô nghiên cứu rồi sao bên đó có cây đó rồi nhỉ? Hình như là cây Noble Cavalry Lancer ấy. Sao 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 không, bây giờ tôi có cách chị rồi, tôi cách chị vừa gấp đôi này mình vẫn ăn được. Nói bạn nói nhỏ quá vậy. Giờ đầu tiên là chúng ta vô cầm cái cốt lên đây là cái đám này nó biến mất luôn. Hợp lý. Vô cầm cái cốt lên là cái đám này nó biến mất. Các anh chị có vẻ hoàn hảo thế nhỉ. Trời ơi, không nhùng, chơi là không nhùng, chơi là không nhùng, bình tĩnh, bình tĩnh nè, bình tĩnh nè. Bây giờ đây, giờ mình lên, giờ mình cầm cuốc đây, có hiệp sĩ bảo vệ cho tụi mình đây, mình cầm cuốc là đẹp lắm, ok chưa? Được cuốc thôi. Chuyển hết tắc làm cuốc thì tôi sẽ bảo vệ mọi người, làm việc. Có tuyệt vời luôn. Chơi mình nhùng sao, bóp này. Mỗi người đang cắt đường phí chứ? Chơi mà gung, chơi mà gung, không gung, không gung, đợi đó. Anh cứ cầm cuốc đi xem có cướp khác lên không, thì có cướp khác. Không, từ từ, sợ gì, bình tĩnh. Cầm đầu tướng cướp ở đây, cái gì nhờ? Bình cay là cướp lên, chẳng lẽ cay xuống, không có người khác lên làm cầm đầu. Không ai cầm đầu đâu, ở cái xã hội này chỉ có tôi mới dám đi làm cướp thôi. Cứ về đi, cứ về đi, biết đi. Là sáng là sáng là sáng chứ gì đã nhùng rồi. Đất này dừng lại. Gì vậy? Gì vậy? Nào cứ dừng lại vậy, sợ quá. Trời ơi, chơi thì mình bem luôn, sợ gì mấy vị huynh đài. Bem
bém không, bém đi. Trời ơi, bây giờ nha, bên đó chỉ có sức mạnh kỵ binh thôi. Mình có kia đúng không? Bây giờ bảo mình đi qua bên kia xong đi, quýnh cho dễ. Đúng, đây đi. Đấy, qua bên kia xong đi, xong rồi lát nữa bên kia nó phi qua xong đúng không? Chỉ cần hai giáo đứng chặn ngay bờ sông thôi. Nó qua là sọt 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 chết hai người liền. Không qua này sao? Thì là mình cướp bên đây đó, mình cướp những người bên đây thôi. Thì nó đi chậm thì mình chọt qua, lúc mà nó đi qua mình chọt cũng được. Nhưng mà nó làm nghĩ cho nó có qua không? Ừ nghĩ. Mình phải cướp bên đây thì đúng không? Thế mình phải cướp bên đó sao mình chạy qua đây? Để bên đây có từ từ á, bên đây nó có xe lưu đi về không vậy? Trong có bên cái góc, bên cái góc qua lên cao lấy mọi người qua. Bên kia kìa. Bây giờ nhé. Cái góc nhìn thẳng qua cái cầu bên trái á là nó có một cái mỏ đó. Trời ơi. Sao nhiều Lancer quá vậy? Là tụi nó hay pha bên cái mộ. Thế là cướp cái tụi đếm mà, tụi đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 người. Bây giờ nhá, 12 người chỉ cần mỗi người 1 đổi 1, tôi đổi 3 là win. Đấy, thấy chưa? Dễ mà. Đó. Tôi không đổi 1 được, chắc chắn là tôi không đổi 1 được, tại vì người tôi không có đồ. Thế thì anh là chuẩn bị canh vô lút đồ không mà lên. Giờ nha, không có đồ, lát nữa có ai nằm xuống á. Là lút rồi, vô lút liền, hiểu không? Vô lút liền. Ok chưa. Không có gì phải sợ cả. Đây. Lâu mà lát nữa, không thì lát nữa bác sĩ. Xong rồi lát nữa bác sĩ cho bác sĩ cái cờ thấy gì không? Không, hết cờ rồi, tiền cờ mà hết. Thế à? Bây giờ cứ đi cướp đi, xong rồi mình chống giáo ngay chỗ mình chỗ cướp luôn là xong gì đâu. Ừ đúng, đi. Thế phải đi bộ đi, từ đấy, đi. Chơi đi. Ô, trong nó gây chiến rồi, hình như nó gây chiến kìa. Thằng kia nó gây chiến thì sao ấy? Đi chung này. Gây chiến đi, bây giờ gây chiến đi. Chơi đi, sợ gì. Mình chơi đi. Chỉ cần win một combat thôi là bên kia gung ngay. Ủa, mới kiếm chuyện hay gì vậy? Bên kia gọi thêm người rồi, bên kia gọi thêm người. Không sao, số lượng không quan trọng. Thôi bây giờ đi, mình đi qua đây đi. Thôi, chơi đi. À, tôi biết rồi. Số lượng không quan trọng đúng không? Mình đi cướp ở mấy khu mỏ, mình chui vô khu mỏ mình đép, đảm bảo luôn, đánh được. Đấy. Nên mình bộ binh tự tin không? Bộ binh tự tin không? Không mà chui vô mỏ đứng nha, chui vô mỏ thủ nha. Thì đó, mình chỉ cần chui vô mỏ đây, mình có 2 footman mà, footman cân hết. Không cần, phải ở trần nhìn máu me như thế này, nhìn nó mới đồ tracky không? Nè, có thay Pappin. Pappin tracky. Ây da. Tốc độ, không sợ. Ô, giống như là nó qua cầu rồi, từ quay lại. Ê, bên kia nó hơi lẻ lẻ ra đó, bên kia nó hơi bị chia lẻ rồi đó, bú được á. Tôi sợ cao ông ơi. Thôi chơi luôn. Bú ba đứa đứng lẻ đi. Qua cướp bên đó, cướp luôn. Đi, quay lại. Đi. Chớ mồi ngon. Bú ba đứa đứng lẻ đi. Ai đứng lại luôn đi. Nguyễn Nhi này đứng lại đi. Không đứng à, quýnh luôn, không đứng thì quýnh luôn. Trời ơi. Quýnh luôn, đấy, bú ông này trước. Bú ông này đi, bú ông này trước, ông này một mình rồi. Đúng, không cho về.
Cứu thế nào được, cứu thế nào được. Qua cầu là chết, ở đây qua cầu là chết. Từ từ, từ từ, tôi là người đàm phán. Từ đâu thế nào phán được, không qua cầu là chết. Tôi đàm phán rồi. Chết. Qua cầu là chết. Sao bộ đề hoài không chết vậy? Sao kìa? Cứu ngựa luôn. Đâu? Ê à, ông nào đâm tôi vậy? Mà sao mày trâu thế? Sao không có trâu tới giờ kìa, mà quýnh hoài đéo chết luôn á. Hiếu tôi cái. Đúng rồi, trên cầu số lượng không quan trọng, trên cầu kỹ năng mới quan trọng, chơi đi. Mà sao quýnh ông nó không chết hay vậy, mấy anh em không ai đánh hết vậy. Đó, có vẻ như là được đó. Đây, đúng rồi. Giáo, chặn đường đi, giáo chặn đường đi. Đói lắm rồi, bọn tôi đói lắm rồi. Mày quá có tí đồ ăn. Đấy, anh chôm ấy. Thôi anh lấy được cái gì đây, lấy đi. Chả có gì đâu, mua mấy cái bánh mì thôi. Rách bỏ mẹ được rồi. Đúng rồi, lấy cả. Ăn sâu tiền lên đi anh ơi. Lỡ lấy bánh mì đi cũng được, đói quá. Rồi xin nốt đi anh ơi, anh drop 500, 550 này. Drop đi anh ơi. Mẹ nghèo dữ vậy. Đấy, mày đếp được rồi. Cướp này nghèo quá. Không kiếm tiền thì mày có tiền mà cướp. Trông có vẻ như là khó rồi đấy, khó rồi đó. Ê, chết con bị mẹ rồi, giống như chỗ này không đi lên được vậy. Giống như là chết luôn vậy. Kệ cái này vậy, kệ mé mé đi, mép kìa, con mép kìa. Ôi gần cầu quá, mép gần cầu quá. Bác sĩ ơi, hiêu cái bên đây nè. Đâu này là sau ra sau nè, đứng đó nó làm chết sao. Quay, lùi ngựa đây luôn á, đi lùi. Tính là tông qua bên đó, tính tông qua làm sao ấy. Vô, tông qua đây, vô. Không sao gì lắm. Không sao đâu, tông qua đây là chết hết. Cái cầu này với 1-1 vui nè. Đúng rồi đó, sao. Tôi là tin tưởng hai ông Phước Man đó nha, hai ông là key player ấy. Bây giờ mình có thể cướp một cái temple để chặn đường ở đây không? Chặn cửa đây rồi. Cướp một cái temple. Không được á. Không được á, để đây quýnh lộn thôi chứ không có chặn đường đâu. Chặn đường á. Không sao, bên kia muốn qua là phải phi qua thôi chứ không thể nào tông qua được cả. Wow. Được á, ông tôi thấy là cái tướng của ông bảo vệ là hợp lý á. Nãy tôi nhớ có hai ông lượn mà sao có một ông vậy? Còn một ông ở đâu? Cướp rồi mà. Chồng có vẻ cằn lắm. Để tôi che khiên cho ông chồng. Bên kia. Hả? Bây
giờ là mình đi qua được mà họ có cớ thì làm gì mình đâu. Đúng rồi, đâu có xâm cướp xong rồi mà. Mình lại quay vào. Mà đứng đây đi, đứng đây đi, đứng đây đang vui. Chỗ này nè. Bảy ơi. Hả? Chỗ này. Chỗ qua lên cao á, bảy thấy ông nguyên một cái kho, cái nước bên đối diện á, chỗ đó nó nhiều lắm. Biết rồi nhưng mà từ từ đã, đứng đây quấn lộn xíu đã. Đẩy qua đó bên đó có. Ủa? Cái cầu á bảy. Nói chuyện gì vậy? Sao? Nói chuyện gì vậy? Ủa 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 gì đó, gì đây, gì đây, gì đây? Ủa là sao, anh này đang làm tính làm gì đây? Anh này làm gì đây? Tôi nghĩ đề nghị anh này dừng lại. Tôi nhìn, tôi đề nghị ông tài hậu cần dừng lại. Đề nghị ông này dừng lại. Ủa? Tôi hiểu. Alo, ông lo đét vậy. Từ bên trái á, ông đi lên. Vui lòng Minh lùi xe vào, lùi xe xuống, lùi xe. Lú quá, lú quá. Từ từ khúc này lú quá. Khúc này mới quá, khúc này mới quá. Ông kia. Ông kia ngồi chi. Ôi. Ông ơi cần cái giáo trẻ vậy, ông cảm thấy căng thẳng không? Không mà không mà cũng đang khó khó xử thế à. Bỏ vào sinh viên bảy ơi. Hả? Cái này chết mà. Bảy ơi. Bây giờ nha. Bên kia muốn qua cầu farm thì cống nạp mỗi người 10.000. 5.000. Bên đây nó đâu có mỏ đâu nó farm. Bài cũ vậy. Bỏ bảy ơi. Bỏ là mình đi lùi hả? À? Chứ làm sao mình đi qua? Trong mình cứ đi qua thôi, là mình có làm gì đâu, mình đâu được chặn cầu đâu mà. Mình cứ cướp đâu sợ. Tôi cũng đang khó hiểu quá. Mình hết cướp mà. Không phải chứ mình hết thời gian mà nó không biết mà. Mình hết thời gian rồi. Đây nè, đứng đây. Hết thời gian rồi. Đi về thôi. Mình đưa thang thôi, mình cứ hỏi. Hỏi thôi đúng không? Hỏi thì chắc được đấy. Tôi nghĩ là hỏi thì chắc cũng được đấy. À. Ờ, để sang hỏi xem tình hình sao là như thế nào. Xong rồi như là đi rồi, thấy là đi rồi, thấy là ổn rồi đó. Đi rồi đấy. Tôi thấy là bị vứt viết đấy. Ngồi đứng bên kia không? Anh kia là vậy nè, cái anh kia anh dùng sức mạnh siêu nhiên. Ngồi đứng bên kia cầu kìa. You're dead! Này tôi hiểu tình huống này, tôi nói trước là tôi hiểu tình huống này nhá, là anh kia anh đi con xe lừa sang đây làm việc, vâng, bọn tôi đi đằng sau đi sang cùng. Người ta đi thẳng như anh, ai khùng đâu đi lùi anh. Mà lùi còn quạng. Cố tình. À đi lùi là cố tình à? Người ta đi lùi, người ta còn lắc lùi để sợ. Lắc tẩy lắc cả người chết mà. Rồi đấy, tôi hiểu tình huống này rồi đấy, ok hiểu. Vâng, bắt đầu lại tình huống đi, em xử xong. Ô, giống như tôi bấm nhầm. Thì mình qua kia luôn đi, mình đi qua kia luôn. Bên kia nó có mở. Mình đi sau lưng rồi. Kiếm rồi. Đồ ăn này. Thế mà nãy để ông kia thoát à? Không thể tin được. Có cái farmer bên kia kìa.
lý do được không? Để xuống đầu cho cậu. À, tôi cần tôi cần nói chuyện với vị huynh đài xanh này. Rồi, đi qua đây. Tao đâu? Qua đi. Rồi, nói chuyện đi, nói chuyện gì? Sao? Cái gì? Trả tiền đây. Đúng vậy. À, tại sao tôi cướp vậy? Trả tiền đây. Hai tắc lố của tôi 13. Trời ơi, hai mươi lần ra đừng có ăn. Ủa, chị này là dân hay là cướp? Của tôi. Cướp ngày ban mặt. Đưa 10.000 đây. Đi xe qua mới là cướp á. Ủa? Ờ, chị này giống cướp hơn á. Anh ơi, anh phải biết nha, vị sư đệ của anh là đi ngang qua tôi kêu đói. Ủa gì vậy? Không ai hiểu mấy con. Ảnh kêu đói xong ảnh xin tôi lúa. Lúc đó tôi mới gặt xong ảnh kêu, tôi kêu là hai tắc lúa 10.000. Ảnh ok, tôi đưa lúa cho ảnh, ảnh cầm trên tay xong ảnh bỏ cho. Đưa 10.000 đây. Okay. Tôi không phải ok. Đưa 10.000 đây, mau lên. Thích ăn không? Thích không làm mà đòi có ăn không? Đưa 10.000 đây. Bây giờ là chúng ta. Đưa 10.000 đây. Đưa 10.000 đây. Chúng ta là di chuyển này chứ sao chúng ta cứ đứng ở đây mà thấy con hộp không hợp lý. Ồ, oh, có xe. Xanh đây. Xe. Tuyệt vời quá, có xe. Ủa. Đạo quá, đạo, có giáp luôn kìa. Cái vị này là vị tu hành chính đạo nè, ở vũ đài. Hả? Đấy là hình như là ta gặp huynh đệ ở dưới bãi kia rồi đúng không? Đúng rồi đó. Ok, từ từ lá. Có kêu cứu không? Có kêu cứu không vậy? Có ai kêu cứu đâu? Có ai cứu đâu? Vậy là có băm không vậy? Hình như là có băm rồi đúng không? Tôi đi đòi nợ. Rồi có băm không? Trời ơi. Kêu cứu nhưng mà phải cướp kêu cứu mà. Tôi không có ai kêu cứu hết á, tôi đi đòi nợ. Trả nợ đây, mua lên cho mấy anh rồi, cái cô này là cướp nè. Ừ, cô này là đang cướp tụi tôi đó. Mấy anh quýnh cổ đi. Cái xe hồi nãy tôi đi qua có người ngồi rồi kìa. Đó, tôi mới là người bị cướp nè, cướp tôi với. Này mày lú quá. Ủa lú quá mà. Bao luôn không, bao lên. Ây da. Trời ơi, bao luôn rồi. Ây da, giống chết quá. Về cầu đi, qua cái cầu đi. Qua đi cầu đi. Ây, quên nhầm. Tôi không biết tôi là ai luôn. Cái gì quân đài này, ê. Mà nó sao chưa vậy, chơi lấy cờ mình lụng hết rồi vậy. Ê, vũ đài này, đồ ngon này, phải bú vũ đài này. Ờ. Dừng lại là sao? Để tôi lụm đồ lại đã, dừng hay không thì cũng phải dừng. Trời ơi, cứ đánh là dừng lại hoài, bực mình quá. Cứ đánh là dừng lại hoài là sao? Không hiểu gì hết á. Thăm xong rồi dừng, Tôi lụm lên, chỉ đòi tôi 10.000. Hiêu tôi, bác sĩ là hiêu tôi. Trước không? Anh lụm lên là anh đồng ý 10.000 rồi còn gì. Anh lụm lên sao anh không chạy? Anh thích không làm mà có ăn không? Đưa 10.000 đây. Mày là anh cướp hả? Mày là anh cướp hả? Rồi, hiêu ngựa. Hiêu ngựa, giữ đây, hiêu ngựa. Đói quá cho em hai cục lúa. Xong rồi chị đòi lên em 10.000. Ngựa. Rồi ok. Anh có biết là hai tắc lúa đó kiếm cực khổ
không? Anh trả 10.000 đây, anh đi anh cướp được bao nhiêu là tiền, 10.000 anh cũng tiếc. Tôi trả chị cái bút lúa này, chị tha tôi đi. Trả chị lúa đi. Héo rồi, héo rồi, héo rồi, trả 10.000 đây. Ôi sao? Đấy, mấy anh bị bên, mấy anh sân xử giùm tôi. Okay. Anh ơi, xe ngựa của tôi, anh ơi. Có ai rơi mất đôi giày không? Anh hướng về phía công lý, anh xử giùm tôi vụ này cái. Anh vặn vào điêu rồi. Trời ơi, anh tự xử lý đi, anh kêu người khác vào làm gì. Trời ơi, chỉ đòi tôi 10k xong rồi tôi kêu thôi, tôi trả là chỉ không. Đưa 10k đây, xong rồi tôi quá trời được. Hỏi đi, có một anh nào đó thấy chỉ được tôi này. Anh nào nhỉ? Tôi bảo đây. Thì anh giả chị 2 stack lúa thôi, cái đền bù cho chị 1-2 nghìn đi. Để cho anh, cho chị thôi đòi nữa là được. Chị đồng ý không chị ơi? Thế thì trả 2 stack lúa ở đây, đưa 5 nghìn đây, mau lên. Uầy chị. Chị này đúng là chú tệ biển cả nhờ. Nghe như cua. Nãy giờ tôi đi theo anh là tôi làm được bao nhiêu nghìn rồi không? Anh đứng yên từ đầu là nó khác rồi. Anh cầm đi rồi. Anh cầm đi rồi, anh thấy chúa cướp chưa? Anh cướp phải non lắm. Đây cũng là cướp phải đây này. Khổ lắm. Chưa phải cướp đâu, đây cũng là cướp này. Thế là đội kỳ binh cho sang bên kia nhá, cho chị giải quyết với anh này nhá, được không? Okay. Được anh ơi, thì anh đi đi anh ơi. Đi. Rồi, đưa đây, mau lên. Chị đợi đó đi. Đấy, tôi nhét vô đây đây. Chị đợi đó đi, chờ rồi. Đừng gặp lại tôi đợi đó. Mày cẩn thận mày đấy. Chị nhớ mặt tôi nha. Chồng, thật. Không giống sao mình đi farm đi chứ mình chả giống cướp tí nào hết tiền. Trời ơi, cướp chị đó mà em còn mất tiền là sao vậy? Mình chả thấy có giống cướp gì cả, mình toàn bị cướp thôi. Rồi em mất luôn con ngựa rồi, ai cướp con ngựa rồi? Bên mình vừa nãy thì cướp con ngựa rồi. Cướp của ai đâu mà sao mọi bọn bên kia đã lao vào đánh rồi? Là vậy đó. Sao bên kia lại vào và đánh rồi? Phải thắc mắc và yêu cầu bồi thường chứ. Mỗi mạng người phải 10.000 chứ. Chết chục mạng là 100.000 chứ. Thật là vô nghĩa. Tôi nghĩ là đã tới lúc cầm cuốc rồi. Bên kia về luôn rồi. Cầm cuốc lên thôi. Ô cái gì đây? Ô. Sao lại có bê 40 đây vậy? Alo. Xỉn quá vậy. Thôi. Ta chuẩn bị đi đầu thai làm. Đầu thai làm người tốt đây. Ai muốn làm người tốt thì theo. Nó chứ đi rồi nè, bắt đầu đi cướp tiếp đi. Một nửa chúng ta chuyển sang dạng farm xong rồi đội còn lại đi bảo kê đi. Em phải chơi chứ, em phải băm chứ, nên cứ run thôi thì. Bây giờ nhá, bảo. Mình phải lấy vài người đi cướp của ấy, bảo khu này của bên nào rồi. Vậy cứ đi cướp đi, bây giờ mình cứ băm đi, chết thì thôi, bây giờ YOLO đi. YOLO mạng cuối đi này. Chuyên đi săn mình, bọn nó sẽ lao vào tẩn mình. Mình bây giờ mình không cướp, mình chuyển sang dạng nào được. Trời ơi, tôi chuẩn bị đi là nốt này, nốt mạng cuối này. Nốt kiếp này đi. Giờ đi cướp nè, gặp là băm, chết thì đi farm. Quá, đi vậy nó mới dán giang hồ. Chơi đi. Chơi. Cái xe đó nhìn ngon chứ.
sắp quẹo xuống rồi, sắp quẹo xuống rồi. Nó biến mất rồi hay sao vậy, nó biến mất rồi. Vậy huynh đời. Dừng lại đi. Vậy huynh đời làm gì có mệt mỏi không? Xin cái túi tiền đi huynh đời kia ơi. Hay da được quá ta. Vậy huynh đời. Xin một nửa đây, xin 2000 thôi. Tôi nghèo lắm huynh đời ơi. Vậy huynh đời cho tôi xem túi đồ luôn đi. Huynh đời dứt lên đây. Ai. Úi chà. Wow, vậy huynh đời đào đá như thế này. Lấy gì lấy đi. Cầm nhiều ô liu như thế. Bình tĩnh. Cho tôi xin thêm một ít quặng về để chế độ. Thôi tôi nghĩ là vị huynh đệ đi farm đá mà cầm đống ô liu như thế này nặng người lắm. Đưa tôi một ít ô liu tôi bán giùm cho nhé. Khi nào có duyên. Hai sợi tắc là đẹp. Khi nào mà mình có duyên mình gặp lại thì tôi trả xong. Mình đào đá. Bên này nghe hơi xa vời nhỉ. Mình đào đá mà mình cầm ô liu như thế này là nó hỏng đấy. Ô liu là phải bán nó mới tươi. Tôi định làm chế dầu ăn mà. À thế à, ui trời ơi. Khéo tay thế. Thế thôi khi nào chế được thì bảo tôi mua cho mấy lít. Bảo cho mấy nhiều đá vậy. Xong. Ô. Hình như là up lên nhà hay là sao. Tại sao là có ánh power vậy nhỉ. Đóng bánh phao này là cũng có thùng. Ui da. Ui bánh bao này mà bán trong thành ngon lắm đấy. Còn tiền không đấy. Hết rồi. Trông có vẻ như là đã tới lúc gọi là làm dân thường rồi. Thôi hoàn lương thôi. Hay là nốt mạng này đi nha. Nốt mạng này hay là hoàn lương luôn người ta. Úi dồi ôi, farm được bao nhiêu. Cảm ơn cái khiên đi nha. Oh yeah. Trong mà có vẻ an toàn rồi nè, full gear. Chị kia giống bác sĩ quá sao cứt. Oh shit. Tên cướp đơn thân độc mã. Đi cướp một mình tới nay dễ kiếm tiền hơn ấy. Hey. Giống như là mấy đứa em mấy cách nghĩa vậy. Hey. Chồng. Hey, cái gì mà vậy anh trai? Cái gì mà đi gửi tiền ngân hàng rồi, nhưng mà tí em đưa cho cái này, đưa cho quà to lắm á nè. To lắm à. Ok nhé. To. Ok. Oh, beautiful. Nè, chỗ này là Mercenary Camp nè, chỗ này cũng đánh thuê. Ồ, tính ra là hay là mình làm đánh thuê. Hù hù, 77 số tử. Bây giờ đi gây chuyện đi. Gây chuyện mạng cuối cùng trước khi gọi là đầu thai làm người. Ây da, tôi xin lỗi.
Ui, chỗ này mà rớt xuống nhưng mà chết luôn nha. Anh em đâu hết rồi? Ui da, ui da. Bú luôn tráng sĩ này đi một mình nè, bú luôn tráng sĩ này đi một mình nè, bú tráng sĩ này đi. Dừng lại. Dừng lại. Tráng sĩ này hãy dừng lại. Dừng lại đi. Cướp tay tráng sĩ Nguyễn Duy. Không dừng à. Tráng sĩ thật là liều mạng. Tôi nói lần thứ hai, tráng sĩ không dừng là tôi sẽ phải hạ đao sát kiếm. Không dừng. Không dừng đi. Đuổi rồi nè. Không dừng. Vẫn không dừng hả? Trời ơi liều mạng vậy. Đuổi. Đuổi à, đuổi à. Tôi là hai ra tay đó. Dừng lại đi, không thoát được đâu. Ta cưỡi ngựa từ nhỏ. Cửa nhựa nhanh như là tia chớp. Tên tôi là Flash. Chết con ngựa bây giờ. Ta không muốn xác xích. Kêu. Ok luôn. Ây da. Mà kiếp này coi như bỏ rồi sao. Nhanh vậy. Thôi xong. Kiếp này coi như bỏ rồi. Ủa. Không. Nhìn này. Ô hô, làm sao mà đuổi kịp? Đố các ngươi làm được như ta? Huy! Ê, con ngựa nhanh chắc làm được đó nhờ. Mẹ nó, what the fuck? Đâm con kia muốn chết luôn, xong rồi úp ra xì bùa ra 20 ông, mau the fuck man, we die. Ui, nhiều khi con ngựa chạy nhanh làm được ấy, con ngựa nó chạy hơi chậm. Tạm biệt các vị huynh đài. Tôi đi con đường chính nghĩa đây, con đường này không hợp với tôi rồi. Tôi rút đồ đây. Một ngày nào đó tôi sẽ quay lại với cương vị là thủ lĩnh của một cái thành.